Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 80. Tốc độ cực kỳ nhanh, hoàn toàn không cho Lâm Nhất thời gian để phản ứng, chăn sấm đáng sợ đã lao vào tới với lôi uy ngút trời, chỉ cách hắn chưa tới một bước chân. Bá kiếm, Bôn Lôi Trảm Điện. Tuy vậy, kiếm trong tay Lâm Nhất càng nhanh hơn, hắn trở tay, chém ra một đường kiếm mang như tia sét. Trong cung điện rộng lớn, khắp nơi đều là sức mạnh sấm sét do kiếm ý tiên thiên viên mãn diễn hóa nên. Tiếng kiếm hóa thành tiếng sấm, vang vọng tám hướng. Xoạt. Chăn sấm khí thế hùng dũng lao tới, chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể ăn thịt người, xoạt một tiếng hiện ra nguyên hình, nặng nề đập xuống đất. Bởi vì chủ nhân của nó đã bị Bôn Lôi Trảm Điện chém thành hai nửa. Bá kiếm, Kinh Hồng Phá Nhật. Kiếm ý tiên thiên rồi rào hóa thành hai bức màn ánh sáng rực rỡ ở hai bên người Lâm Nhất, giống như đôi cánh của bầu trời. Hai màn ánh sáng bỗng nhiên vỗ cánh, Lâm Nhất người và kiếm hợp lại làm một, hóa thành Kinh Hồng, biến mất tại chỗ. Vù! Kinh Hồng lao tới phía trước với khí thế vô địch, lãnh bảo chủ chắn trước mặt hắn bị xé thành 5-6 mảnh chỉ trong nháy mắt. Mọi thứ chỉ xảy ra trong giây lát, nhanh đến mức khiến người ta không có thời gian suy nghĩ. Phong Vô Hận, lãnh bảo chủ và Huyết Lang đều chết thảm dưới kiếm của Lâm Nhất. Tí tách, tí tách. Lâm Nhất hiện thân trở lại, mũi kiếm táng hoa không ngừng có máu nhỏ xuống. Bốn phía yên tĩnh, tiếng máu nhỏ xuống giống như tiếng sấm vang lên trong đầu Phó Đại Sư và Cổ Lão Đầu, sự chấn động đó đã không thể dùng lời để hình dung. Chết tiệt, kiếm ý tiên thiên đỉnh phong viên mãn. Lôi Vân Tử ở trên đàn tế vô cùng hoảng hốt. Bởi vì Lâm Nhất giết chết ba người kia xong lại tiếp tục lao về phía lão ta. Kiếm ý tiên thiên viên mãn là đã đủ đáng sợ, nhưng chuyện đáng ngạc nhiên hơn là xác thịt của Lâm Nhất lại có thể tích lũy kiếm ý dồi dào như vậy. Lâm Nhất từng bước tiến lại gần, kiếm uy đáng sợ làm đàn tế nứt ra, không ngừng rung lên. Đừng tới gần nữa, ta đồng ý lập lời thề máu trở thành nô bộc của ngươi, truyền hết phệ huyết ma điển lại cho ngươi. Bây giờ, trong mắt con ác quỷ tự cao tự đại, khi còn sống vô cùng kiêu ngạo này lại dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, giọng nói cũng run rẩy. Khi chỉ còn cách đàn tế 10 bước chân, Lâm Nhất dừng lại, Lôi Vân Tử lập tức vui mừng. Ông đánh giá cao mình quá, Lâm Mỗ tiếp nhận truyền thừa của Tử Diên Kiếm Thánh thời thượng cổ thịnh thế Hoàng Kim, ngay cả Cổ Mộ Tinh Quân cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt. Trong mắt ta, ma điển của ông chẳng là gì cả. Dứt lời, Lâm Nhất bước ra một bước, táng hoa trong tay chém xuống. Trần Tận Quang Sinh, Sơn Hà Thôi Sán. Không, kiếm mang hạ xuống, không vương bụi trần, giống như tiên hoa mờ ảo, rực rỡ chói mắt, chiếu phá Sơn Hà. Trong tiếng la hét tuyệt vọng của Lôi Vân Tử, đàn tế ầm ầm sụp đổ, phệ huyết ma điển cũng bị chôn vùi theo đó. Trần Tận Quang Sinh, Sơn Hà Thôi Sán. Phong thái của nhát kiếm này vừa hoa lệ vừa bá đạo, phát huy kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong đến cực hạn. Lôi Vân Tử mưu lược thông thiên của 15 năm trước ôm theo sự không cam lòng và thù hận hồn phi phách tán, hoàn toàn chết đi. Dưới ánh sáng chói lọi và lộng lẫy, những giải lụa xinh đẹp phủ kín trong đại điện, kiếm ý như nước tràn ngập mỗi ngóc ngách của đại điện. Giải lụa kia chậm rãi thanh lọc, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp như một giấc mộng ảo. Một lúc lâu sau, những dị tượng này mới từ từ biến mất. Phó Lão Đầu và Cổ Đại Sư ở dưới đất khó tin nhìn cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chết rồi. Lôi Vân Tử cứ thế đã chết, tên ma đầu truyền kỳ 15 năm trước đã chết hoàn toàn trong tay một thiếu niên. Tuy rằng Lôi Vân Tử này chỉ là trạng thái hồn phách, nhưng với thủ đoạn hắn ta đùa bỡn ba người nhóm Phong Vô Hận trong lòng bàn tay đã đủ để làm người ta biết. Kể cả hiện tại Lôi Vân Tử này vẫn sở hữu thực lực không tầm thường. Nhưng nó lại không có tác dụng khi đối mặt với thực lực tuyệt đối của thiếu niên. Sau khi thiếu niên rút kiếm, tất cả kỳ mưu quỷ kế, bàng môn tà đạo đều vô dụng. Hai người đều sững sờ, thật sự không ngờ thiếu niên đi đến cùng họ này lại có thực lực khoa trương như thế. Điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là thiếu niên này lại nhắm mắt làm ngơ trước kỳ công vệ huyết ma điển. Hoàn toàn không có ý muốn chiếm làm của riêng. Trên thực tế, Lâm Nhất không mạnh đến mức khoa trương. Hắn có thể giết được Lôi Vân Tử,
còn ba người nhóm Phong Vô Hận lại trở thành món đồ chơi của đối phương, nguyên nhân chỉ vì một chữ tham mà thôi. Từ đầu đến cuối Lâm Nhất đều tỉnh táo, chỉ hơi tò mò về Phệ Huyết Ma Điển thôi. Ma công này thoạt nhìn rất mạnh, có thể cắn nuốt máu của người khác để cường hóa bản thân, nhưng chung quy vẫn không thể giúp Lôi Vân Tử thăng lên tinh quân. Ngay cả tinh quân còn chưa đạt tới, có lẽ Tử Diên Kiếm Thánh chỉ cần dùng một ngón tay là có thể dễ dàng ấn chết hắn ta, sao Lâm Nhất có thể nổi lòng tham được. Trận chiến ngày hôm nay nhìn như kiếm táng hoa ra khỏi vỏ, đánh đâu thắng đó. Nhưng phong thái gần như vô địch này cũng khá nguy hiểm, nếu không nhờ Lâm Nhất ở kho báu Lôi Vân tu luyện Thương Long Cửu Biến tới biến thứ hai. Nếu không, với thể chất của hắn hoàn toàn không thể tích tụ kiếm ý tiên thiên cuồn cuộn như thế, cũng không thể chém chết đám người Phong Vô Hận bằng ba nhát kiếm chỉ trong nháy mắt. Lâm Nhất tự hỏi, với thực lực của hắn ngày hôm nay, dù cho đối mặt với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành, có lẽ hắn cũng có thể tạm bảo vệ được tính mạng. Nói là tạm bảo vệ được tính mạng không được khí phách lắm, nhưng với tu vi của Lâm Nhất hiện giờ, thành tích chỉ mới cảnh giới dương huyền đại thành đã đủ khiến người ta cảm thấy nghịch thiên. Bỗng nhiên, tim hai ông lão đang quỳ dưới đất chợt trùng xuống, họ đồng thời cảm nhận được một áp lực nặng nề đè lên người mình. Nhưng Lâm Nhất lại cất kiếm vào vỏ, đưa mắt nhìn qua. Sau đó hắn rời mắt về phía hai vị bảo thủ bị thương nặng của Tam Ưng Bảo. Vẻ mặt của hai người này khó coi hơn đám người phó đại sư nhiều, trên đường đi họ đã ra tay với Lâm Nhất rất nhiều lần. Lâm công tử, ta! Hô! Không đợi họ lên tiếng xin tha, kiếm táng hoa đã cất vào vỏ lại bay ra ngoài. Trong luồng ánh sáng lạnh lẽo, hai tia kiếm quang đan xen vào nhau, chợt lóe lên như tia điện. Máu tươi bắn ra, trên ấn đường của hai người này đồng loạt xuất hiện một lỗ thủng, họ hoàn toàn tắt thở. Cổ lão đầu và phó đại sư lập tức sợ tới mức mặt mũi tái nhợt không còn chút máu. Cút đi! Khi hai ông lão đang thấp thỏm lo sợ, Lâm Nhất hờ hững bảo. Hai người ngẩn ra, sau đó như chút được gánh nặng, liên tục nói cảm ơn rồi hoảng loạn rời đi. Lãnh Hương Vân ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì lập tức cảm thấy ngạc nhiên, tại sao Lâm Nhất giết hai vị bảo chủ còn lại của Tam Ưng Bảo nhưng lại thả phó lão đầu và cổ đại sư. Nàng ta không kìm được hỏi, Lâm đại ca, sao huynh lại thả hai người này đi? Nếu hai người này còn sống, sợ rằng cô sẽ khó tránh nguy hiểm đến tính mạng. Về phần hai ông lão kia, nếu thả thì cũng thả rồi, chẳng lẽ họ còn dám tới gây sự với ta? Hắn vừa nói vừa bước về phía trước, lời nói bâng quơ nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ bá đạo và tự tin. Nghe vậy, Lãnh Hương Vân thoáng sững sờ. Hóa ra Lâm đại ca lo lắng cho nàng ta nên mới giết hai người kia. Trong lòng nàng ta hơi vui vẻ, nhưng nghĩ đến những nguy hiểm đã gặp trên đường đi, nét mặt nàng ta không khỏi tối sầm. Nếu là người khác gặp cảnh ngộ như nàng ta, có lẽ cũng khó có thể quên được, huống hồ nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu. Nặng quá! Lâm Nhất bước tới trước nhặt roi tử diễm lôi hoàng dưới đất lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng khi cảm ứng được năng lượng thuộc tính lôi ẩn chứa bên trong nó, vẻ hưng phấn lập tức xuất hiện trong mắt hắn, hắn đưa tay vung roi lên. Rừ. Đầu tiên là một tiếng sấm rền, tiếp theo lại là một tiếng gầm kinh thiên động địa, roi tử diễm lôi hoàng nặng nề và bá đạo trong tay lập tức biến thành một con lôi mãng hung dữ. Toàn thân con lôi mãng này bao phủ lôi hỏa màu tím nhạt, ánh chớp quanh quẩn, hung uy mạnh hơn trước đó rất nhiều. Khác biệt rõ rệt nhất là trên trán con lôi mãng này xuất hiện một chiếc sừng màu tím. Năm phần uy lực. Lâm Nhất hơi kinh ngạc, khi ở trong tay Phong Vô Hận, roi tử diễm lôi hoàng này hóa thành ma cương cũng chỉ có thể phát huy 4 phần uy lực. Nhưng ở trong tay hắn lại dễ dàng đạt tới 5 phần uy lực. Lẽ nào có liên quan đến việc hắn tu luyện Thương Long Cửu Biến? Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Lâm Nhất trở nên thích thú. Hắn nhìn roi tử diễm lôi hoàng không rời mắt. Nghe đồn roi này còn hơn cả bảo khí. Tạm thời món bảo khí thượng phẩm này đang bị phong ấn nhưng uy lực vẫn không tầm thường. Có thể tưởng tượng khi phong ấn của nó được phá bỏ hoàn toàn, uy lực thật sự sẽ kinh khủng đến mức nào. Nếu nó thật sự có liên quan đến Thương Long Cửu Biến và tu vi của bản thân, vậy thì roi tử diễm lôi hoàng này ở trong tay Lâm Nhất chưa chắc không thể tái hiện uy lực khủng khiếp năm đó. Đến lúc này,
bốn món bảo bối gồm hoa khinh mộc, rượu thanh mộc, huyền lôi châu và roi tử diễm lôi hoàng mà Lôi Vân Tử vơ vét năm đó đều rơi vào tay Lâm Nhất. Không còn gì để nghi ngờ, trong bốn món bảo bối, tâm trạng của Lâm Nhất hưng phấn nhất là khi lấy được roi tử diễm lôi hoàng. Thứ này tương đương với một đại sát khí. Nếu như có thể thôi động 9 phần uy lực, khi đối đầu với cao thủ cảnh giới âm dương đại thành cũng coi như có đòn sát thủ chân chính. Nó đã bù đắp rất nhiều cho điểm yếu trong tu vi yếu ớt của hắn. Lâm Nhất cất kỹ roi tử diễm lôi hoàng, trong lòng tính toán những gì mình lấy được, cộng thêm giáp thiên tàm, đan tử dương, thoi huyền lôi và các bảo bối khác trước đó, chuyến đi này có thể tính là bội thu. Về phần phệ huyết ma điển, hắn vốn không có hứng thú lắm, nếu đã hủy rồi thì cứ hủy đi. Lâm Nhất tháo hộp đựng kiếm trên lưng xuống rồi lấy hoa khinh mộng ra, đóa hoa chỉ cần làm rơi một cánh hoa ra ngoài cũng sẽ bị tà tu tranh đoạt này. Hắn không thèm nhìn, lập tức bóp nát, sau đó giải vào trong hộp đựng kiếm lạnh lẽo. Đợi sau khi hoa lấp kín, Lâm Nhất mới nghiêm túc đặt kiếm táng hoa vào trong hộp. Hương hoa tràn ngập trong hộp đựng kiếm lập tức xâm nhập vào thanh kiếm như mộng ảo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hương thơm phả vào, kiếm táng hoa rung lên, bắt đầu nhảy nhót. Lâm Nhất ở bên cạnh nhìn, nếu như hấp thu hết hương hoa này, kiếm táng hoa sẽ có thể có cơ hội thăng cấp lên bảo khí trung phẩm. Đến lúc đó sẽ rất đáng mong chờ, tuy roi lôi hoàng cũng tốt, nhưng dù thế nào cũng nhất định kém hơn kiếm táng hoa của hắn. Nếu so sánh thực lực, chắc hẳn kiếm táng hoa cũng mạnh hơn nhiều. Nếu nói 15 năm trước roi tử diễm lôi hoàng là binh khí hơn xa bảo binh, vậy thì năm đó kiếm táng hoa chắc chắn còn hơn cả roi tử diễm lôi hoàng. Lãnh Hương Vân ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, mặc dù tuổi nàng ta không lớn lắm, nhưng từ nhỏ đã nhìn thấy không ít thứ ở Tam Ưng Bảo. Nhưng lại chưa từng gặp người nào trân trọng bội kiếm của mình như thế, vẻ tò mò chợt thoáng qua trong mắt nàng ta. Lâm đại ca đang làm gì vậy? Dưỡng kiếm, kiếm này tên là Táng Hoa, một ngày nào đó nó sẽ nổi tiếng khắp Nam Vực, bây giờ còn cần dưỡng bằng hương hoa. Lâm Nhất nhẹ giọng trả lời, vẻ dịu dàng lộ ra trong mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, bèn quay sang hỏi Lãnh Hương Vân, Tiểu Vân, cô chắc chắn không thể về Tam Ưng Bảo được nữa, sau này cô có dự định gì không? Ta không biết. Lãnh Hương Vân nhất thời có vẻ hơi đáng thương, nàng ta mong muốn có thể đi theo Lâm Nhất, nhưng nghĩ tới thực lực của mình chắc chắn sẽ làm liên lụy đến đối phương. Lời đến bên miệng, tay nhỏ nắm góc áo, quả thật không nói nên lời. Mặc dù nha đầu này đã trải qua khó khăn lần này, nhưng sâu trong lòng vẫn ngây thơ hồn nhiên, tốt bụng đơn thuần, không muốn làm phiền người khác. Cô đã nghe nói về Thư viện Thiên Phủ chưa? Lâm Nhất hỏi. Đương nhiên là có nghe nói rồi, đó là một trong những thư viện linh văn nổi tiếng nhất cổ vực Nam Hoa, nàng ta là huyền sư nhị phẩm, chắc chắn phải có hiểu biết về mảng này. Cô có thể báo tên của ta, không đúng, ta nên viết cho cô một bức thư sẽ tốt hơn, sau này cô có thể sống ở đó. Lâm Nhất nhìn đối phương, nhẹ giọng nói. Có thật không ạ? Trong mắt tiểu nha đầu lộ ra vẻ phấn khích. Có thể nhìn ra được nàng ta rất thích nghiên cứu linh văn. Chắc là không có vấn đề gì đâu. Lâm Nhất sờ mũi, cười đáp. Sau đó hắn lấy giáp thiên tàm, rượu thanh mộc và thoi huyền lôi ra, dặn dò, đường đi đến đó rất xa, cô mặc giáp thiên tàm hộ thân đi, chắc sẽ có thể đến nơi an toàn. Sau đó cô giúp ta đưa rượu thanh mộc cho một cô nương tên là Mặc Linh, bảo là quà cảm ơn của ta. Trong trận chiến ở biển Trăng Khô, nếu không nhờ Thư viện Thiên Phủ bảo vệ, hắn đã không thể sống đến bây giờ. Nếu bây giờ đã có cơ hội, ân tình này nhất định phải trả. Cây thanh long mộc ngâm trong rượu thanh mộc có sức hấp dẫn rất lớn đối với huyền sư, tặng cho Mạc Linh sẽ càng tốt hơn. Cái này quý giá quá. Lãnh Hương Vân nhìn món bảo bối mà đối phương đưa, thật sự không dám nhận lấy. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Nếu ta đã muốn nhờ cô đưa đồ giúp thì phải bảo đảm cô còn sống đến được nơi đó, không có gì quý giá đâu. Lúc này Lãnh Hương Vân mới trịnh trọng cất kỹ, rụt rè nhìn Lâm Nhất, cảm ơn Lâm đại ca, sau này huynh định đi đâu thế? Lôi Châu. Lâm Nhất trả lời ngắn gọn. Lãnh Hương Vân thầm ghi nhớ,
nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, đối phương chắc chắn sẽ không dừng chân ở Lôi Châu quá lâu. Nếu có thể gặp nhau lần sau, có lẽ nàng ta chỉ có thể gặp đối phương trong quần long thịnh yến. Đi thôi, ta đưa cô ra ngoài trước. Lâm Nhất cười sờ đầu nàng ta, dẫn nàng ta rời khỏi kho báu Lôi Vân. Không có sự tồn tại của đàn tế, các linh trận chủ yếu trong kho báu đều được phá giải, đường về thuận buồm xuôi gió, không có sóng gió. Trời chập choạng tối, mây mù che khuất mặt trời. Trên đầm lầy nọ có một ngọn lửa đang cháy. Huyền Lôi Châu không hổ là trọng bảo, đã dùng hơn nửa tháng mà lực lượng lôi đình ẩn chứa trong nó vẫn còn 1/3. Lâm Nhất ngồi khoanh chân bên cạnh đống lửa, vuốt ve Huyền Lôi Châu trong tay, tự lẩm bẩm. Đã 20 ngày kể từ khi hắn rời khỏi kho báu Lôi Vân. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều dành 4, 5 canh giờ để luyện hóa Huyền Lôi Châu bằng Thương Long Cửu Biến. Hiệu quả cũng khá tốt, Thương Long Cửu Biến đã đạt tới tầng 3 vững vàng tăng lên, đáng tin hơn rất nhiều so với Yêu Đan Lôi Nguyên mà hắn luyện hóa lúc trước. Khi luyện hóa theo cách này, thần quyết luyện thể này cũng dần dần lộ ra nhiều bí mật hơn. Xung quanh Thương Long ấn trên ngực hắn xuất hiện nhiều lôi văn màu tím lan rộng, kéo dài đến toàn thân, giúp cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi nghiên cứu, Lâm Nhất phát hiện những lôi văn này đều được biến thành từ khí lực của hắn, nhưng lại có một chút khác biệt. Hiện tại sức mạnh tam thập đỉnh của hắn đã chuyển hóa thành 18 lôi văn, 12 lôi văn còn lại không được chuyển hóa. Hắn đoán khi nào luyện hóa hết lực lượng lôi đình còn lại trong Huyền Lôi Châu, sức mạnh tam thập đỉnh hẳn sẽ có thể chuyển hóa thành công. Sau này khí lực đều nhờ có Thương Long Cửu Biến tu luyện tạo nên, không cần chuyển hóa cũng có thể diễn hóa thành một lôi văn. Lâm Nhất siết chặt 5 ngón tay, đang ngồi khoanh chân thì đột nhiên bay lên, đấm một quyền về phía cách đó 1000 mét. Thương Long ấn trên ngực lập tức tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, khi được huyết quang rót vào, 18 đường lôi văn như được sống dậy. Chúng liên tục vặn vẹo bên ngoài cơ thể, di chuyển về phía cánh tay Lâm Nhất, trong lúc lộn xộn dâng trào sức mạnh mênh mông. Bùm! Cùng với tiếng sét đánh rền vang, cách đó 3000 mét lập tức xuất hiện một cái hố sâu tận 100 mét. Trong làn bụi mù mịt, cái hố kia sâu không thấy đáy, mơ hồ có tia điện lập lòe. Vẻ hài lòng hiện lên trên mặt Lâm Nhất, chỉ một quyền này đã đủ để hắn đối đầu với cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành đỉnh phong. Không biết có thể chiếm ưu thế khi đối đầu với yêu nghiệt bảng trong hay không. Dù sao các yêu nghiệt bảng trong bảng Long Vân chưa đạt cảnh giới âm dương đã có thể vượt cảnh giới giết địch, cùng cảnh giới thì có thể dễ dàng áp đảo. Bảng trong và bảng ngoài khác một trời một vực, hoàn toàn là hai cấp bậc khác biệt. Bây giờ có lẽ chưa xác định, nhưng Lâm Nhất tin rằng nếu sức mạnh tam thập đỉnh đều chuyển hóa thành lôi văn, kết hợp với kiếm ý và tử diên kiếm quyết của hắn đủ để chống lại những người này, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Rư. Đúng lúc này, một tiếng gầm giống cuồng bạo của dã thú vang lên, một con yêu thú đằng đằng sát khí lao ra từ làn bụi mù mịt bên cạnh cái hố. Con yêu thú đó trông giống như một con trâu, nhưng toàn thân nó mọc đầy lông đen dài, trên đầu có một chiếc sừng thô to, lỗ mũi khổng lồ thở ra hơi nóng, há miệng lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén. Điều kỳ dị nhất là móng của nó có những chiếc guốc rất sắc, ánh lên tia sáng lạnh. Ma giác man nghiêu. Vẻ kinh ngạc xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, không ngờ mình đấm bừa một quyền lại trúng vào lãnh địa của một con ma giác man nghiêu. Nó là một loại yêu thú tinh anh khá là khó giải quyết ở khu đầm lầy này. Ngoại trừ cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành đỉnh phong có thể dễ dàng thắng con yêu thú này, các cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành khác sẽ khá đau đầu khi đối mặt với con ma giác man nghiêu cấp bậc bá chủ này. Nó cũng không quá đáng sợ, chủ yếu là bộ lông rậm trên người nó, tuy mềm mại nhưng lại không dễ cắt đứt, còn có tác dụng ngăn cản phần lớn chân nguyên nên làm người ta rất đau đầu. Nhưng nếu đã gặp phải thì ta sẽ chơi với ngươi. Lâm Nhất cười nhếch mép, khẽ nhẩm niệm rồi vung tay lên. Ngay sau đó có 9 chiếc thoi màu bạc sắc bén lơ lửng sau đầu hắn như đoàn mâu. Đây chính là thoi huyền lôi mà hắn vơ vét được trong kho báu Lôi Vân, món linh bảo này có thể dùng tách riêng, cũng có thể hợp nhất lại. Nó bay nhanh như điện, khả năng phá giáp cực kỳ đáng gờm. Hô! 9 chiếc thoi huyền lôi không ngừng xoay tròn, đầu thoi sắc bén như kim, khi xoay tròn tạo thành luồng khí vặn vẹo phóng ra tia điện.
Khi thấy con ma giác man nghiêu kia hùng hổ xông tới, Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, thoi huyền lôi sau lưng hắn xoay tròn điên cuồng hơn nữa. Bỗng nhiên Lâm Nhất chậm rãi nâng tay phải lên, ngón cái đè lên đầu ngón giữa đang gập xuống, một luồng kiếm ý tiên thiên âm thầm tích tụ. Đi! Đợi đến khi con ma giác man nghiêu kia sắp xông tới, chín chiếc thoi huyền lôi sau lưng Lâm Nhất phát ra một tiếng vù rồi đồng loạt biến mất. Ầm! Khi chín chiếc thoi huyền lôi lại xuất hiện, cuồng phong nổi lên, chúng phát ra ánh điện chói mắt, lập tức đâm xuyên qua người ma giác man nghiêu. Máu bắn ra, con ma giác man nghiêu hùng hổ xông tới này lập tức ngã xuống. Giết! Lâm Nhất giang hai tay ra, mũi chân dẫm mạnh lên đất rồi bay lên không trung, tung một quyền. Thương long ấn trên ngực tỏa ra ánh sáng nhạt, 18 lôi văn đồng thời rót vào nắm tay phải. Trong tiếng sấm kinh thiên động địa, hắn đấm một quyền vào người ma giác man nghiêu. Bùm! Con ma giác man nghiêu khổng lồ kia bị một quyền nhìn như bình thường này đấm văng ra xa. Thanh âm như sấm, phong vân nổi lên. Lâm Nhất đuổi đến cùng, không chờ nó rơi xuống, quyền mang rít gào như sấm lại đánh vào người ma giác man nghiêu. Bùm, 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 bùm. Trong tiếng nổ rung trời, con ma giác man nghiêu bị đánh tới mức không ngừng kêu rên, nhưng bộ lông trên người nó lại rất kỳ quái, chặn lại được rất nhiều sức lực. Sau khi ngã xuống đất, nó vẫn thể hiện ra sức sống ngoan cường của mình, liều mạng chạy như điên. Hô! Khi Lâm Nhất đang định đuổi theo, một tia chớp màu tím đột nhiên lướt qua trên bầu trời, để lại vết rách dài đến nghìn mét trên tầng mây bị khí thế của Lâm Nhất phá rối. Tầng mây bị cắt như một tấm vải mảnh, vết rách dài mịn và vuông vức. Lâm Nhất nhíu mày, lập tức dừng lại. Chín chiếc thoi huyền lôi bay vèo, đồng thời quay lại bảo vệ quanh người Lâm Nhất. Xoẹt! Tia chớp kia nhanh chóng đáp xuống trên lưng con ma giác man nghiêu đang chạy như điên, cơ thể khổng lồ của nó bị móng vuốt sắc bén xé thành vô số mảnh, hoàn toàn không có sức vùng vẫy. Một con diều hâu được bao phủ trong ánh chớp màu bạc xuất hiện, nó há miệng hút yêu đan của ma giác man nghiêu vào bụng. Cơ thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, nắng chiều dọi vào làm nó có vẻ cực kỳ bá đạo. Ngân điện ma điêu, yêu thú cấp bậc bá chủ chân chính của đầm lầy này. Nó bay như gió, tốc độ nhanh như chớp, vô cùng hung ác. Lâm Nhất đã từng nhìn thấy nó săn mồi vài lần từ xa, rất nhiều yêu thú cảnh giới âm dương hoàn toàn không có sức chống cự khi đối mặt với nó. Hắn đoán, nếu không có thực lực cảnh giới âm dương đại thành thì căn bản không có ai dám động tới nó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nó ở khoảng cách gần như thế này. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, vẻ mặt hơi căng thẳng, nếu con yêu thú này ăn mồi xong mà còn muốn gây sự với hắn thì hơi khó giải quyết. Hô! Nhưng hiển nhiên hắn đã lo lắng quá nhiều. Sau khi ăn xong ma giác man nghiêu, con ngân điện ma điêu này khinh miệt nhìn Lâm Nhất, dương cánh bay đi hoàn toàn không có hứng thú với hắn. Cũng phải thôi, Lâm Nhất ở trong mắt đối phương chỉ là một võ giả cảnh giới dương huyền, có lẽ vẫn chưa đủ tư cách nằm trong thực đơn của nó. Không ngờ mình lại bị khinh thường. Lâm Nhất sờ mũi, mỉm cười suy tư. Nếu có thể giết được con ngân điện ma điêu này và luyện hóa yêu đan của nó, có lẽ 12 lôi văn còn lại sẽ chuyển hóa thành công ngay lập tức. Đến lúc đó, roi tử diễm lôi hoàng ở trong tay hắn hoàn toàn có thể phát huy khoảng 7 phần 10 uy lực. Nghĩ kỹ lại mới thấy chỗ tốt không hề ít. Khi nào tu luyện xong chiêu thứ 3 của bá kiếm, ta sẽ đến chiếu cố cho ngươi. Nhìn bóng lưng đối phương đi xa, một tia sáng chợt lóe qua trong mắt Lâm Nhất. Không phải hắn sợ đối phương, chỉ là tốc độ của con diều hâu này quá nhanh, rất nhiều át chủ bài chưa kịp thi triển thì nó đã trốn đi xa. Nếu muốn quyết định thắng bại trong nháy mắt, chỉ có thể dựa vào bá kiếm để lập công. 7 ngày sau, trên một mảnh đất trống bị bao phủ bởi sương mù thuộc khu đầm lầy này, hai thanh niên có khí chất bất phàm đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng lại có yêu thú xông ra từ trong màn sương mù. Giác! Nhưng thực lực của hai người này đều không tầm thường, ngay khi yêu thú vừa xông ra đều lập tức bị giết chết, nổ thành cục máu. Đặc biệt là thanh niên cầm roi dài màu đỏ, hắn ta vung vẩy roi dài trong tay, ánh lửa như máu, roi dài tựa rắn độc khiến lũ yêu thú hoàn toàn không dám tới gần. Cái nơi chết tiệt này nhiều yêu thú quá. Một thanh niên tay không tấc sắt,
toàn thân phóng ra tia điện, đấm chết một con yêu thú, mất kiên nhẫn chửi bới. Để nhanh chóng tiến vào lãnh thổ của Lôi Châu, không còn con đường nào khác ngoại trừ đi băng qua đầm lầy sương mù này, nếu ta nhớ không lầm thì con đường này do ngươi chọn mà. Thanh niên cầm roi dài ung dung, cười nhạt đáp. Ta đâu biết yêu thú ở nơi chết tiệt này khó chơi đến thế, thanh niên được gọi là Quách Húc nhíu mày tiếp lời. Tuy rằng nói vậy, hai người lại ứng phó rất nhanh gọn, mặc dù yêu thú rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể làm họ bị thương. Cứ thế kéo dài nửa canh giờ, lũ yêu thú kia để lại một đống xác chết trên mặt đất, lần lượt rút lui. Phù! Thanh niên tên là Quách Húc ngồi phịch xuống đất thở dốc, thanh niên cầm roi dài lại có vẻ thư thái, không tốn nhiều sức lực. Ai? Thanh niên cầm roi vừa định nói chuyện, sâu trong mắt hắn ta chợt có tia sáng lạnh lóe qua, roi xích luyện trong tay hắn ta có vẻ dữ tợn như một con rắn độc sống lại. Quách Húc ngồi dưới đất lập tức cảnh giác, hơi căng thẳng nhìn về phía trước. Đứng ở khoảng cách gần như thế mới bị hai người phát hiện, bất luận kẻ trong màn sương mù là yêu thú hay võ giả, sợ rằng đều rất khó đối phó. Trước sự cảnh giác của hai người này, một bóng người chậm rãi bước ra, khi thấy rõ diện mạo của họ mới tỏ ra kinh ngạc, cười bảo thật trùng hợp, không ngờ lại là các ngươi. Người tới chính là Lâm Nhất, hắn nghe thấy có tiếng đánh nhau nên mới đến xem thử, nhưng không ngờ lại gặp hai người quen. Đúng là rất quen thuộc, Bôn Lôi Thủ Quách Húc và Dương Phàm Roi Xích Luyện, hai nhân tài bảng ngoài bảng Long Vân. Lúc trước trong biển Trăng Khô đã tiếp xúc khá nhiều lần, Quách Húc còn suýt chết trong tay hắn. Khi nhìn thấy Lâm Nhất, hai người càng kinh ngạc hơn, Dương Phàm còn đỡ, sau khi kinh ngạc rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trái lại, Quách Húc vừa thấy Lâm Nhất đã cảm thấy tim bắt đầu đau nhói, sự thù hận thoáng qua trong mắt, nhưng hắn ta lại cắn môi, thù hận nhanh chóng tan biến. Hai tháng trước đối phương đã có thể giết chết ba trưởng lão tông môn cảnh giới âm dương tiểu thành, bây giờ chắc chắn đã mạnh hơn nhiều. Lâm Nhất nhìn thấy đối phương biến sắc mặt, thầm cười trong lòng, không mất bình tĩnh. Quả thật rất trùng hợp, người cũng định đến Lôi Châu à? Một lát sau, Dương Phàm lên tiếng hỏi, hắn ta vẫn có ấn tượng tốt về Lâm Nhất, lúc ở biên giới biển Trăng Khô, Lâm Nhất giết chết Xích Xà Tiên Tần An bằng một nhát kiếm làm mọi người rất hả hê. Lâm Nhất gật đầu, đi băng qua đầm lầy sương mù thì chắc đối phương cũng đến Lôi Châu. Dương Phàm thấy đối phương gật đầu bèn nhìn đối phương, vẻ mặt do dự như có điều muốn hỏi. Khi Lâm Nhất đang thắc mắc, đối phương hỏi, Lâm Nhất, người có biết Lầu Huyết Vũ đã bị tiêu diệt không? Hắn ta nói xong, Lâm Nhất lập tức kinh ngạc, Lầu Huyết Vũ đã bị tiêu diệt. Lầu Huyết Vũ quả thật đã bị tiêu diệt vào một tháng trước, hơn nữa thế lực này đã biến mất chỉ trong vòng một đêm. Quách Húc ở bên cạnh ngờ vực nhìn Lâm Nhất, bây giờ rất nhiều người nghi ngờ có thể là liên quan đến thế lực sau lưng ngươi. Là một trong các thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ ở thành U Châu, sừng sững nghìn năm, ngay cả bá chủ như Huyền Dương Điện cũng không thể dễ dàng tiêu diệt, có thể hiểu Lầu Huyết Vũ ít nhất cũng có chút thực lực. Chỉ tính cao thủ ngoài sáng đã có ít nhất ba cao thủ thiên phách, thực lực che giấu sẽ chỉ mạnh hơn. Nhưng họ lại biến mất không còn dấu vết chỉ trong vòng một đêm. Lâm Nhất nghe vậy thì sửng sốt, thảo nào hai người này lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngày đó trong biển Trăng Khô, mối thù giữa hắn và Lầu Huyết Vũ đã lớn đến mức không thể xóa bỏ, bây giờ họ bị tiêu diệt, mọi người khó tránh khỏi liên tưởng đến hắn. Không phải, sau lưng ta là Lăng Tiêu Kiếm Các, mặc dù Kiếm Các cũng có hai vị tiền bối thiên phách nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để tiêu diệt Lầu Huyết Vũ trong vòng một đêm. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Hắn có một suy đoán, nhưng suy đoán này không tiện nói cho hai người này biết. Nếu đúng như suy đoán của hắn, áp lực trên người hắn chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Dương Phàm thấy Lâm Nhất không giống như nói dối, bèn đáp, vậy xem ra Lầu Huyết Vũ đã chọc phải một thế lực không nên động tới rồi. Cổ vực Nam Hoa rộng lớn như thế, rất có thể có cao thủ tinh quân đang sống ẩn. Trước đây không phải không có ví dụ tương tự, từng có một thế lực còn mạnh hơn Lầu Huyết Vũ giết con cháu của một vị tinh quân ẩn thế nọ, ngay sau đó đã bị xóa sổ. Quách Húc nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nếu thật sự là do cao thủ sau lưng Lâm Nhất làm thì ngày hôm đó hắn đã không chật vật như thế.
hoàn toàn không cần dựa vào thư viện thiên phủ cũng đủ để vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi đến Lôi Châu cũng vì quần long thịnh yến, lịch luyện lần cuối đúng không? Dương Phàm nhìn Lâm Nhất, hai tháng trước đối phương đánh một trận chiến thành danh, bây giờ gặp lại mơ hồ có cảm giác sâu không lường được, không thể nhìn thấu. Rõ ràng tu vi chưa thay đổi nhưng lại mang tới cho hắn ta cảm giác đã mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ lại hai tháng qua hắn ta cũng mạnh lên khá nhiều, nhưng so với Lâm Nhất thì có vẻ như chênh lệch lại lớn hơn. Cứ cho là vậy đi. Lâm Nhất không phủ nhận. Quách Húc tiếp lời, nếu là lịch luyện, đến Lôi Châu thì đã đến đúng nơi rồi. Trong chín châu của Nam Vực, Lôi Châu có thực lực mạnh nhất, bất kể là cao thủ tân tú hay bảng trong, hầu như đều tập trung ở đây. Có chuyện này nữa sao? Lâm Nhất lại không nghĩ quá nhiều, hắn đến Lôi Châu chủ yếu để thăm dò di tích kiếm tông. Quách Húc và Dương Phàm nhìn nhau, cả hai đều cười, không ngờ Lâm Nhất lại không biết những chuyện này. Tạm dừng một lúc, Dương Phàm nói tiếp, để ta giới thiệu với ngươi, cổ vực Nam Hoa có 9 đại bá chủ, nhưng bá chủ cũng có thứ hạng cao thấp. Ví dụ như Huyền Dương Điện của U Châu chỉ có thể xếp ở hạng cuối, ba thế lực đứng đầu trên bảng xếp hạng 9 thế lực lớn chân chính là Tử Nguyệt Động Thiên, Bắc Tuyết Sơn Trang và Thiên Yêu Các. Tử Nguyệt Động Thiên nằm ở biên giới Lôi Châu, có thể nói đây là tông môn mạnh nhất Nam Vực, địa vị của Lôi Châu cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Năm đó khi kiếm tông thống nhất Nam Vực trấn thủ ở đây, Lôi Châu đã là châu mạnh nhất, bất luận là bảo địa phong thủy hay di tích thượng cổ đều ưu tiên nơi này. Có câu, người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ trũng. Lôi Châu có địa vị cao nhất, tất nhiên người đến cũng nhiều hơn, theo thời gian nơi này cũng càng ngày càng thịnh vượng. Không chỉ có yêu nghiệt bảng trong, các nhân tài mới nổi trong những năm gần đây của Nam Vực cũng tập trung ở đây. Nếu không có sự kiện đặc biệt như cổ mộ tinh quân hiện thế thì rất ít người rời đi. Hầu hết những người muốn đạt được thành tựu trong quần long thịnh yến đều đến nơi này. Ngoài ra, Lôi Châu còn có rất nhiều điểm đặc biệt, chẳng hạn như ở đây có rất nhiều thế gia đại tộc, thực lực không hề thua kém những thế lực đứng sau 9 thế lực lớn, khá là đáng sợ. 8 châu khác hoàn toàn không thể so sánh với sự thịnh vượng của Lai Châu. Nghe Dương Phàm giới thiệu, Lâm Nhất cũng đã có ấn tượng sơ lược về Lai Châu. Ngoại trừ Tam Vương Thất Anh, gần đây hầu hết các yêu nghiệt bảng trong còn lại đều ở Lôi Châu. Lôi Châu rất rộng. Bản thân nó được xây dựng trên đống đổ nát của kiếm tông năm đó. Mỗi thành trì đều sẽ có thể sinh ra bí cảnh, kỳ ngộ nhiều nằm ngoài tưởng tượng. Tam Vương Thất Anh. À, đây là cách gọi kính trọng của mọi người dành cho 10 người đứng đầu bảng Long Vân. 3 người đứng đầu được gọi là Tam Tiểu Vương, 7 người sau thì được gọi là Nam Hoa Thất Anh. Thực lực của 10 người này đã vượt xa những người bảng trong khác, đứng trên tất cả nhân tài kiệt xuất ở cả Nam Vực. Đặc biệt là Tam Tiểu Vương, họ là một sự tồn tại hoàn toàn không thể hiểu nổi. Vừa nhắc tới Tam Tiểu Vương, nét mặt Dương Phàm trở nên rất nghiêm túc, hắn ta nói tiếp, nghe đồn 3 người này đã chạm đến ngưỡng cửa thiên phách, thậm chí có thể miễn cưỡng đối đầu với tiền bối cảnh giới thiên phách, từ lâu tầm mắt của họ không còn ở Nam Vực, dã tâm rất lớn. Mấy tháng trước Lâm Nhất cũng đã nghe thấy tin đồn tương tự rằng những người đứng đầu bảng Long Vân đã đủ tư cách đối đầu với cao thủ thiên phách. Lúc đó hắn sẽ hoàn toàn không thể hiểu, bây giờ tuy vẫn kinh ngạc, nhưng ít nhiều cũng có thể hiểu được một phần. Về phần Nam Hoa Thất Anh, tuy họ vẫn còn thua kém Tam Tiểu Vương, nhưng so với những người bảng trong khác, họ vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua. Tu vi của mỗi người đều là cảnh giới âm dương viên mãn đỉnh phong, cực kỳ đáng sợ. Dương Phàm cười, thản nhiên nói, thật ra nói những điều này cũng không có ý nghĩa lắm. Thực lực của Tam Vương Thất Anh mạnh quá mức, lúc này ngay cả yêu nghiệt bảng trong bình thường cũng không phải chúng ta có thể chống lại được. Lần này đến Lôi Châu, ta và Quách Húc đều nhận được lời mời của một vị yêu nghiệt bảng trong, đến để tham gia một buổi gặp mặt. Hầu hết các buổi gặp mặt đều không có mục đích đặc biệt. Giao lưu với nhau, kể về kinh nghiệm của mình, võ giả gặp nhau chủ yếu giao lưu về võ đạo. Phần quan trọng của buổi gặp mặt thường là luận bàn với nhau. Khoe khoang sức mạnh. Đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là khoe khoang sức mạnh. Đối với võ giả, luận bàn với nhau nhất định có thể mở mang tầm mắt. Nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể có được cảm ngộ giúp cho việc đột phá.
nhưng đa số những người tham gia tiệc gặp mặt đều là người trẻ tuổi. Tuổi trẻ nóng tính, ai cũng có ý muốn tranh đấu, không muốn chịu thua. Nếu đánh nhau mà tức giận sẽ khó tránh khỏi việc kết thù kết oán, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Buổi gặp mặt lần này diễn ra ở thành Thiên Lăng, tuy nó không phải thành Châu, nhưng xét về quy mô thì không hề thua kém thành U Châu. Lâm Nhất, nếu ngươi có hứng thú thì có thể đi cùng chúng ta, Dương Phàm mời. Họ không mời ta nên không ổn lắm. Lâm Nhất trả lời. Hắn cũng khá hứng thú với những buổi gặp mặt như thế này. Dù sao người chủ trì của buổi gặp mặt cũng là một yêu nghiệt bảng trong, hắn luôn rất tò mò yêu nghiệt bảng trong có thực lực mạnh đến mức nào. Ngươi lo lắng nhiều rồi, những buổi gặp mặt thế này thường có người không mời mà đến. Hơn nữa với thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có tư cách tham gia. Dương Phàm bật cười, khá cố chấp. Lâm Nhất gật đầu đáp, vậy đợi đến lúc đó rồi tính, ta còn một số việc cần làm trong đầm lầy sương mù này. Được thôi, cứ quyết định như vậy đi. Vẻ chờ mong lộ ra trong mắt Dương Phàm, sau đó hắn ta nói cho Lâm Nhất biết thời gian của buổi gặp mặt, hẹn gặp hắn ở thành Thiên Lăng. Nhìn bóng dáng Lâm Nhất dần biến mất trong làn sương mù, Quách Húc nhíu mày, khẽ thở dài, tiểu tử này càng ngày càng khó nhìn thấu. Lúc trước ở cổ mộ Tinh Quân, ta đấu với hắn hơn 10 chiêu mới thua. Bây giờ ta thật sự không dám xác định liệu mình có thể đỡ được 10 chiêu trong tay hắn không. Vẻ mong đợi thoáng hiện trong mắt Dương Phàm, hắn ta tiếp lời, vì thế nên ta mới mời hắn đến cùng, để xem rốt cuộc thực lực của hắn ra sao. Ta cũng tò mò rốt cuộc hắn định làm gì trong đầm lầy sương mù này. Ở nơi nguy hiểm yêu thú hoành hành này có thể có chuyện gì, chắc là nhìn chúng yêu đan của con yêu thú nào đó chứ gì. Dương Phàm bâng quơ đáp. Hắn ta đoán cũng gần chính xác, nhưng nếu biết Lâm Nhất nhìn chúng ngân điện ma điêu, có lẽ vẻ mặt hắn ta sẽ không nhẹ nhàng như thế. Chấm chấm chấm. Tình cờ gặp hai người nhóm Dương Phàm coi như là một khúc nhạc đệm không lớn cũng không nhỏ đối với Lâm Nhất. Ngoại trừ việc lầu huyết phú bị tiêu diệt, hai chuyện khác mà đối phương nhắc tới lại khiến hắn ghi tạc trong lòng. Một là Tam Vương Thất Anh, hai là buổi gặp mặt tại thành Thiên Lăng. Yêu nghiệt nghịch thiên như Tam Vương Thất Anh quả thật mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, đặc biệt là Tam Tiểu Vương có thể miễn cưỡng so chiêu với cao thủ cảnh giới thiên phách. Lâm Nhất đã được chứng kiến cao thủ cảnh giới thiên phách, uy áp kia chỉ cần hét lên là có thể phá tan kiếm ý tiên thiên viên mãn của hắn. Nói cách khác, nếu như đối đầu với Tam Tiểu Vương, có lẽ kiếm ý tiên thiên của hắn rất khó có thể có không gian phát huy. Ít nhất mình phải đạt tới cảnh giới âm dương mới đủ tư cách đối đầu với mấy người này. Lâm Nhất suy tư, thầm phân tích trong lòng. Ngoài ra kiếm ý còn cần phải tiến thêm một bậc. Nắm giữ ít nhất 6 thức trong 9 thức của bá kiếm. Thương Long Cửu Biến phải tu luyện đến biến thứ 4 hoặc biến thứ 5 mới được. Con đường rất dài, nhưng chung quy vẫn có một chút hy vọng. Về buổi gặp mặt tại thành Thiên Lăng, hắn cũng có thể quan sát xem thực lực của các tân tú khác ở cổ vực Nam Hoa và tên yêu nghiệt bảng trong kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Tầm mắt của Tam Vương Thất Anh không còn ở cổ vực Nam Hoa, tầm mắt của hắn hiện giờ vẫn còn hơi thấp. Lâm Nhất dừng suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu minh tưởng tại mảnh đất trống ở đầm lầy này. Trong mấy ngày qua hắn đang lĩnh ngộ thức thứ 3 tinh thần đại bạo trong 9 thức bá kiếm, sớm đã có cảm ngộ rõ ràng, có thể đạt tới tiểu thành bất cứ lúc nào. Nhưng yêu cầu của hắn luôn rất cao, nếu chưa thể hiểu được ý nghĩa chân chính của chiêu kiếm này thì sẽ không dừng lại. Ý nghĩa chân chính của bôn lôi trảm điện là dùng kiếm ý mô phỏng khí thế bôn lôi. Để chém ra một nhát kiếm mà ngay cả sấm chớp cũng không theo kịp. Ý nghĩa chân chính của kinh hồng phá nhật là dùng kiếm ý biến ra đôi cánh có thể so sánh với bầu trời, chỉ cần một ý niệm, kiếm ý vô tận sẽ kết hợp với kiếm như đôi cánh của bầu trời, dập tắt ánh sáng của mặt trời chỉ trong nháy mắt. Còn tinh thần đại bạo, Lâm Nhất ngồi khoanh chân, nhắm mắt minh tưởng, một luồng kiếm ý mênh mông chậm rãi phát tán ra từ trên người hắn. Gió nổi lên, sóng gió ngập trời, chẳng biết từ khi nào sương mù trong phạm vi 100 dặm đều tiêu tan. Nếu như nhìn kỹ, những làn sương mù kia không phải bị gió thổi đi mà là bị kiếm ý bá đạo chém tan. Bá kiếm bá đạo như thế đấy. Thời gian từ từ trôi qua, trong phạm vi 100 dặm bất giác đổ mưa,
nhưng ngay sau đó sẽ phát hiện những giọt mưa này đều là những đốm sáng màu tím. Nó thoạt nhìn giống mưa nhưng thật ra hoàn toàn không phải, mỗi giọt mưa đều ẩn chứa sức mạnh bá đạo. Nhưng cơn mưa tím này lại không rơi xuống mặt đất, chúng ngưng tụ thành quả cầu sét sau lưng Lâm Nhất như bị hút tới. 3 ngày sau, quả cầu sét kia to lên đến một mức độ khủng khiếp, đường kính đã đạt tới 100 mét, lập lòe tia điện. Nhìn từ xa trông như một ngôi sao tím sáng lấp lánh, lơ lửng trên đầu Lâm Nhất. Bù! Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, sâu trong mắt có tia sáng chợt lóe qua như thể có người rút kiếm ra khỏi vỏ. Ầm ầm. Quả cầu sét khổng lồ sau lưng Lâm Nhất đột nhiên nổ tung, mặt đất lập tức nứt toác ra, đá vụn bay tứ tung, lên cao như diều gặp gió. Một luồng kiếm ý hóa thành cơn lốc lướt đi, càn quét quanh khu vực này. Cảnh tượng đó kinh khủng như tận thế. Hóa ra là vậy, quả nhiên bá kiếm càng về sau càng mạnh. Ánh sáng trong mắt Lâm Nhất biến mất, hắn nhìn lướt qua thì thấy bóng dáng ngựa huyết long xuất hiện ở phía xa. Đã tìm được ngân điện Ma Điêu rồi sao? Hành động nhanh lắm, đã đến lúc phải đi chiếu cố cho nó rồi. Ầm. Trong đầm lầy sương mù tối tăm và mù mịt bất chợt có một tia chớp màu bạc lướt qua. Tia chớp kia tựa như một cây loan đao sắc bén, nó đi đến đâu đều cắt tầng mây dày đặc thành hai nửa, nhìn từ xa trông giống như chiếc vải mảnh thật lớn bị xé rách. Đùng, đùng, đùng. Những nơi tia điện lướt qua, rất nhiều yêu thú trong đầm lầy đều hoảng sợ bỏ chạy. Là ngân điện Ma Điêu. Là một trong những bá chủ của đầm lầy sương mù, nó chính là vua của khu vực này. Nó không ăn nhiều như những con yêu thú khác, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì mấy tháng đều có thể không cần ăn. Nhưng khi nó đã quyết định săn mồi, dù là yêu thú hung tàn như thế nào ở dưới đất thì hầu hết đều hoảng loạn chạy trốn, hoàn toàn không dám ở lại. Cảnh tượng muôn thú chạy loạn lúc này chính là miêu tả chính xác nhất cho sự oai nghiêm và bá đạo của nó. Hô! Tia chớp màu bạc trên bầu trời đột nhiên rơi xuống như sao băng, tiếng xé gió chói tai đến mức cách xa vạn dặm cũng có thể nghe thấy. Ầm ầm! Ánh sáng bạc bùng lên, sao băng rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển làm bụi bay mù mịt. Trong làn bụi, một tiếng thét thê lương thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Có thể nhìn thấy thấp thoáng một con hỏa diễm yêu sư khổng lồ đầy sát khí, hung uy ngập trời. Nhưng nó đang bị hai chiếc móng vuốt màu bạc như sắt thép đè bẹp dí xuống đất, dù cho vùng vẫy thế nào cũng không thể trở mình. Chỉ hai chiếc móng vuốt bạc thôi đã dài tới 2 trượng, rõ ràng nó rất to, nhưng kết hợp với cơ thể khổng lồ lại có vẻ mảnh và dài. Không có gì để nghi ngờ. Con chim giữ đang ăn mồi này hiển nhiên là hung thú cấp bậc bá chủ chân chính của đầm lầy sương mù, ngân điện Ma Điêu. Những con yêu thú ở xung quanh đều nấp trong bóng tối. Khi nhìn thấy cảnh này, chúng đều sợ hãi nằm rạp xuống đất, không ngừng run rẩy. Không lâu sau, ngân điện Ma Điêu đã ăn sạch con yêu sư chỉ trừ lại bộ xương, sau đó hài lòng nuốt viên yêu đan ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt kia, ngạo mạn nhìn lướt qua những con yêu thú khác đang nằm rạp dưới đất. Trong mắt hàm chứa ánh sáng lạnh như thể đang cười mỉa mai. Thịch, thịch, thịch. Bỗng nhiên, một người một ngựa chạy ra từ trong màn sương mù ở phía xa. Họ không run bần bật như những con yêu thú khác mà chậm rãi đến gần nó, trông có vẻ rất nổi bật. Ngân điện Ma Điêu vừa liếc mắt đã nhận ra Lâm Nhất, lại là tên nhân loại mấy ngày trước, vẻ khinh thường xẹt qua trong mắt nó. Nhưng khi nó chuẩn bị giương cánh bay đi thì chợt ngoảnh đầu lại. Sau đó nhìn chằm chằm vào ngựa huyết long. Huyết khí dao động quanh người ngựa huyết long khiến nó không cách nào rời mắt nổi. Được lắm, không ngờ mình ở trong mắt nó còn không bằng con ngựa ngốc này. Trên lưng ngựa, Lâm Nhất cười tự giễu. Có điều cũng tốt, hắn không cần phải phí sức lôi kéo thù hận, có con ngựa ngốc này là được rồi. Ầm. Một luồng sát khí ngút trời đột nhiên kéo đến như đại dương mênh mông. Nhuộm đỏ cả không gian tràn ngập hơi nước này. Ầm ầm. Còn chưa thấy rõ động tác của ngân điện Ma Điêu, đối diện đã có một cơn cuồng phong thổi tới làm ngựa huyết long ngửa ra sau, tứ chi cong lại, có vẻ khó chịu đựng được. Đến đúng lúc lắm. Trước uy áp khủng khiếp, quần áo Lâm Nhất phất phới, hắn bay lên không trung, tung ra một quyền. Ầm. Tiếng nổ làm chấn động bầu trời,
Lâm Nhất lơ lửng giữa không trung, nắm tay phải lập lòe tia điện mạnh mẽ đỡ lấy móng vuốt của đối phương. Phụt, máu chảy ra từ khóe miệng, Lâm Nhất bị đánh văng ra xa, sau khi đáp xuống đất còn lùi thêm mấy bước nữa mới đứng vững. Mạnh quá! Lâm Nhất hơi kinh ngạc, không ngờ một đòn nhẹ nhàng này lại làm cho khí huyết của hắn sôi trào, làn da bị rách ra. Nếu không nhờ có thể chất mạnh mẽ, e rằng hắn không chỉ bị rách ra mà ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị thương. Vèo! Một đòn đánh bay Lâm Nhất, Ngân Điện Ma Điêu lạnh lùng nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường. Hai cánh vỗ mạnh làm nổi lên luồng gió tạo thành từ những lưỡi dao gió sắc bén thổi về phía Lâm Nhất. Sau đó nó không thèm quay đầu lại, bay về phía Ngựa Huyết Long như một tia chớp. Ngựa Huyết Long sợ tới mức nhảy cẫng lên, quay đầu bỏ chạy, loại yêu thú này gần như là khắc tinh của nó, hoàn toàn không có đối thủ. Chỉ cần vài hiệp sẽ dễ dàng thua trong tay đối phương, trừ phi huyết mạch chân chính thức tỉnh mới có thể địch nổi. May mà tốc độ của nó rất nhanh, Ngân Điện Ma Điêu muốn đuổi theo không hề dễ dàng chút nào. Keng keng keng. Gió lốc thổi vào người Lâm Nhất làm phát ra tiếng kim loại va chạm. Đợi sau khi gió lốc tan đi, quần áo Lâm Nhất bị cắt rách, chỉ bị thương ngoài da. Đúng là không để mình vào mắt. Nhìn Ngân Điện Ma Điêu đuổi sát theo sau Ngựa Huyết Long, Lâm Nhất nở nụ cười. Như vậy cũng tốt, nếu nó thật sự chú ý tới hắn thì hắn sẽ không có cơ hội giết chết con Ngân Điện Ma Điêu này. Lâm Nhất biết rõ yêu thú cấp bậc bá chủ không chỉ hung dữ, điểm chết người nhất là tốc độ nhanh, có thể bay lượn trên không trung. Hắn chỉ có tối đa một cơ hội ra tay, một lần không thành công, sau khi bị đối phương chú ý sẽ khá rắc rối. Ông! Một chiếc thoi huyền lôi dừng ở trước mặt Lâm Nhất, khi được kiếm ý rót vào, nó liên tục xoay tròn phát ra tiếng vù vù, đầu thoi sắc bén như kim dường như khoan vào không khí tạo ra những điểm đen có thể thấy bằng mắt thường. Phá! Sắc mặt Lâm Nhất chợt trở nên lạnh lùng, hắn gập ngón tay búng ra. Hô! Tia điện lập lòe, một tiếng kiếm ngân to rõ vang vọng khắp bốn phương, làm cho mặt đất bắt đầu rung chuyển một cách điên cuồng. Con Ngân Điện Ma Điêu kia làm như không thấy, vẫn đuổi theo Ngựa Huyết Long, căn bản không để chiếc thoi huyền lôi nhỏ bé này vào mắt. Gần rồi! Khi thấy mình sắp đuổi kịp Ngựa Huyết Long, Ngân Điện Ma Điêu đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi cánh lớn vỗ mạnh, cuốn theo luồng khí khiến Ngựa Huyết Long cảm thấy khó chịu như bị vùi dưới vũng bùn. Ngân Điện Ma Điêu bay xuống nhanh như tên bắn, hai chiếc móng vuốt lướt nhanh như muốn xẻ rách cả không khí, chộp về phía Ngựa Huyết Long. Nếu như bị chộp lấy, với sức phòng ngự của Ngựa Huyết Long sẽ hoàn toàn không thể chịu được. Nhưng khi Ngựa Huyết Long sắp bị xé thành hai nửa, thoi huyền lôi nhanh chóng đánh vào người Ngân Điện Ma Điêu cùng với tiếng kiếm ngân kéo dài. Keng! Một âm thanh như tiếng chuông vang vọng, cơ thể của Ngân Điện Ma Điêu không ngừng chao đảo giữa không trung. Ngựa Huyết Long nhân cơ hội bỏ chạy, nhấc chân phi nước đại chớp mắt đã chạy đi thật xa như một tia chớp. Toàn thân Ngân Điện Ma Điêu rung lên, nó tiếp tục đuổi theo Ngựa Huyết Long. Vẫn không quan tâm à? Ý cười lộ ra trong mắt Lâm Nhất, chỉ là ý cười này lại vô cùng lạnh lẽo, hắn lạnh giọng, vậy thì chơi lớn hơn một chút nào. Keng! Keng, keng, keng. Tám chiếc thoi huyền lôi còn lại lần lượt đánh vào người Ngân Điện Ma Điêu, chiếc thoi cuối cùng phá tan được lớp phòng ngự cứng rắn của nó, giống như là bị cắn một phát, vô số chiếc lông chim rơi xuống cùng với máu tươi. Chết tiệt! Ngân Điện Ma Điêu nổi giận, không thể chịu được nữa, xoay người bay về phía Lâm Nhất, để lại một tia điện sáng chói. Vào khoảnh khắc Ngân Điện Ma Điêu xoay người lại, sát khí kinh khủng trên người nó nhuộm đen cả một nửa bầu trời, thanh thế kinh thiên động địa. Thiếu niên bình tĩnh cười khẩy, roi tử diễm lôi hoàng đã xuất hiện trong tay phải của hắn không biết từ khi nào. Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi. Tia sáng lạnh xẹt qua trong mắt Lâm Nhất, hắn khẽ nhẩm niệm, thương long ấn trên ngực tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, lôi văn trên người hắn lập tức sống lại, trông rất dữ tợn. Chúng điên cuồng ngọ nguậy trên da, đổ về phía tay phải. Khi 18 lôi văn hợp nhất với nhau, roi tử diễm lôi hoàng bùng nổ lôi uy ngút trời, hóa thành một con lôi mãng dữ tợn. Bang! Ngân Điện Ma Điêu hoàn toàn không có cơ hội phản ứng, ngay lập tức bị roi quất trúng, máu và sát khí điên cuồng tản ra khỏi người nó.
Một đòn này chấn thiên động địa, Ma Điêu rơi xuống đất kêu rên, tràn đầy tức giận. Ầm ầm. Nó vỗ cánh, tiếp tục bay lên không trung với vết thương nặng trên người. Lâm Nhất khẽ biến sắc, thực sự khá bất ngờ, nếu để đối phương bay lên trời, hắn sẽ không thể nào đỡ được một đòn như sao băng rơi của nó. Nhưng ngay sau đó vẻ liều mạng hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên. Muốn bay lên trời, không có cửa đâu. Sau khi ngân điện Ma Điêu có phòng bị thì rất khó để dùng roi lôi hoàng làm đối phương trọng thương, nhưng Lâm Nhất vẫn có cách. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên vứt roi tử diễm lôi hoàng trong tay rồi bay lên không trung, dùng cơ thể đỡ lấy. Thanh Long phá thiên thủ. Vẻ mặt Lâm Nhất lập tức trở nên lạnh lùng, tay phải lập lòe tia điện lướt đi nhanh như chớp, dường như xuyên thủng hư không, hóa thành một chiếc vuốt rồng lập lòe tia điện mạnh mẽ đánh tới. Bùm! Tiếng vang trầm thấp và nặng nề vang vọng khắp không trung, cơ thể khổng lồ của ngân điện Ma Điêu bị đánh rơi xuống. Rắc rắc rắc! Dưới một đòn này, cánh trái của ngân điện Ma Điêu bị xé rách một lỗ thật lớn, máu phun ra như suối. Cho đến lúc này ngân điện Ma Điêu mới ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên trước mặt nó căn bản không phải người mà nó có thể coi thường. Trò hay vừa mới bắt đầu, kiếm tới. Lâm Nhất ngoắc tay, kiếm Táng Hoa lao ra khỏi vỏ. Kiếm ý thiên thiên viên mãn đỉnh phong lập tức dung hòa với trời, kiếm uy toàn thân vô cùng bá đạo. Bá kiếm, bôn lôi chảm điện. Bá kiếm, kinh hồng phá nhật. Hai chiêu kiếm pháp lần lượt đánh vào người ngân điện Ma Điêu. Kiếm quang dao động, điên cuồng bắn ra bốn phía, vạch ra những khe nứt chằng chịt. Liên tục thi triển hai đại sát chiêu, kể cả Lâm Nhất cũng khó chịu nổi, hắn thở dốc, trán đổ mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng hắn không có sự lựa chọn, nếu không giết chết được con ngân điện Ma Điêu này thì người chết chỉ có thể là hắn. Giết! Lâm Nhất nhướng mày, hét lớn một tiếng đồng thời chém một nhát. Bá kiếm, tinh thần đại bảo. Trong nháy mắt có một quả cầu sét ngưng tụ từ sấm sét rơi xuống như sao trời. Ầm, ầm, ầm. Sao trời nổ tung, ánh chớp chói mắt chiếu sáng cả khu vực này khiến người ta mở mắt không nổi. Ngân điện Ma Điêu bị đánh trúng, đau đớn kêu rên, máu thịt văng tung tóe, vô số chiếc lông vũ tỏa ánh chớp màu bạc bay tứ tung. Lâm Nhất cầm kiếm đáp xuống đất, ngân điện Ma Điêu ngã xuống tạo thành một cái hố to, không ngừng thở gấp. Hắn muốn bước lên chém thêm một nhát nữa. Nhưng toàn thân không còn chút sức lực, với tu vi cảnh giới Dương Huyền Đại Thành của hắn, liên tục tung ba chiêu bá kiếm vẫn còn hơi gắng gượng. Tiếng rên rỉ vô lực phát ra từ dưới hố sâu, ngân điện Ma Điêu tuyệt vọng nhìn hố sâu, bộ lông của nó đã bị đứt hết, toàn thân trụi lùi, thoạt nhìn vừa béo vừa phệ, hoàn toàn không còn khí phách như vừa rồi. Đôi cánh trụi lùi run rẩy chống xuống đất, định leo ra ngoài. Nhưng lúc này nó đột nhiên nghe thấy một tiếng cười quái dị, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng đỏ như máu đang nhe răng cửa, cố gắng nhịn cười. Đó là ngựa huyết long vừa mới chật vật bỏ chạy, giờ đã chạy về. Phịch! Ngân điện Ma Điêu giận run người, mất cân bằng, ngã phịch xuống đất. Hí, hí, hí! Lần này ngựa huyết long không nhịn được nữa, cười phá lên không chút kiêng dè. May mà tiếng cười tra tấn kéo dài không lâu, một tia kiếm quang đã bắn xuống. Rắc! Kiếm Táng Hoa bay xuống như sao băng chém rơi đầu nó. Máu bắn ra tung tóe. Bên rìa hố sâu, giờ phút này khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên áo xanh cực kỳ lạnh lùng. Ầm. Khi ngân điện Ma Điêu chết đi, trong cơ thể nó lập tức có huyết khí bốc lên qua da. Trong nháy mắt, hố sâu tràn ngập xương máu, xương mù dày đặc nhìn như một vùng đại dương đỏ, tinh hoa nhật nguyệt ẩn chứa trong đó trở nên rối loạn. Lâm Nhất đứng bên rìa hố sâu, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt. Huyết khí này thật đáng kinh ngạc. Cái hố sâu có đường kính 1.000 mét bị lấp đầy chỉ trong tích tắc, hơn nữa còn đang không ngừng kết tủa, nhìn có vẻ rất đáng sợ. Hắn cảm ứng sơ qua là có thể cảm nhận được tinh hoa nhật nguyệt nồng đậm ẩn chứa bên trong nó. Đây là tất cả tích lũy của ngân điện Ma Điêu khi còn sống làm bá chủ, quả nhiên kinh khủng. Nhưng Lâm Nhất chắc chắn không thể luyện hóa chúng, những tinh hoa kia dung hợp quá sâu với sát khí, tạp chất quá nhiều. Đợi thanh lọc rồi tinh luyện cũng được một mất 10, hiệu suất rất thấp.
Nhưng đối với ngựa huyết long lại là một bữa tiệc thịnh soạn, mắt nó sáng rực lên, nó lập tức nhảy xuống, điên cuồng cắn nuốt. Lâm Nhất khịt mũi coi thường, ngày thường con ngựa ngốc này nhìn rất hung dữ, nhưng khi gặp đối thủ khó nhằn thì chạy rất nhanh. Khi thấy con ngân điện ma điêu này sắp chết, còn hắn thì thở không ra hơi, ngựa huyết long lại chạy về. Trong trận chiến này, hắn thắng một phần cũng nhờ vào may mắn. Cảnh tượng nguy hiểm nhất chắc chắn là khi đối phương đỡ chiêu mạnh nhất từ roi tử diễm lôi hoàng, không ngờ chỉ trong nháy mắt nó đã phản ứng kịp. Một khi nó bay lên trời sẽ đứng ở thế bất bại, 10 tên Lâm Nhất cũng không đủ cho đối phương giết. Có điều hắn vẫn là người cười đến cùng. Lâm Nhất mỉm cười nhảy xuống hố máu, dùng kiếm khí phụ thể để xương máu tràn ngập sát khí này không bám vào người, nhanh chóng đi tới bên cạnh xác của ngân điện ma điêu. Kiếm táng hoa cắm bên cạnh, còn đang rung nhẹ, thân kiếm tỏa ánh sáng như mộng ảo. Tạch! Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, sau đó nhanh chóng lấy yêu đan của nó ra ngoài. Ầm! Khi yêu đan rời khỏi cơ thể đối phương, ánh sáng bạc chói mắt chiếu sáng cả cái hố đầy xương máu này. Viên yêu đan màu bạc kia sáng rực rỡ và lộng lẫy, rất khác so với những viên yêu đan mà Lâm Nhất từng thấy trước đây. Nó không giống yêu đan mà giống bảo vật thiên địa hơn, không nhiễm bụi trần, không có một chút tạp chất. Cái này. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất nhìn thấy một viên yêu đan thuần khiết như thế nên rất kinh ngạc. Lâm Nhất chợt nghĩ tới điều gì đó, thầm nghĩ, ngân điện ma điêu được coi là bá chủ tuyệt đối của khu vực này, nhưng nó ăn mồi có điều độ, nửa tháng một lần, thậm chí là mấy tháng một lần. Nếu như vậy thì nó dành hầu hết thời gian để cô đọng yêu đan. Mặc dù những con yêu thú khác cũng có linh trí, nhưng đa số đều khá dã man, không có trí tuệ như nó. Với viên yêu đan như bảo vật này, nếu cho nó đủ thời gian, có lẽ sớm muộn gì con ngân điện ma điêu này cũng trở thành yêu thú cảnh giới thiên phách. Xem như hôm nay hắn đã bóp chết một con yêu thú thiên phách trong tương lai, nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đến lúc luyện hóa rồi. Nhìn ngựa huyết long đang cắn nuốt xác của ngân điện ma điêu, Lâm Nhất mỉm cười, bay lên không trung. Quần long thịnh yến còn khoảng nửa năm nữa, đối với võ giả thì đây là một khoảng thời gian rất ngắn, thời gian còn lại của Lâm Nhất không nhiều, khá là gấp gáp. Đặc biệt là khi nghĩ tới khả năng nào đó, nếu lầu huyết phú thật sự bị cao thủ sau lưng Tô Hàm Nguyệt tiêu diệt, vậy thì có lẽ bối cảnh của nàng ta mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Đế huyền cung, ít nhất thì trong cổ vực Nam Hoa không có thế lực này. Nhưng hắn đã từng thề rằng dù cho đối phương có lên 9 tầng trời, Lâm Nhất hắn cũng nhất định sẽ ôm đối phương xuống, ngay cả thần Phật trên trời cũng không thể ngăn cản hắn. Chỉ vì mối tình duyên của kiếp này mà bước lên đỉnh cao của con đường võ đạo. Trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ, vẻ mặt Lâm Nhất dần trở nên nghiêm túc, hai tay kề sát vào nhau, nắm chặt viên yêu đan này. Lực lượng lôi đình thật kinh khủng. Sau khoảng thời gian luyện hóa này, huyền lôi châu đã trở nên yếu hơn rất nhiều, thua kém xa so với yêu đan của ma điêu. Vừa mới chạm vào, còn chưa chính thức luyện hóa, trong mắt Lâm Nhất đã thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, thương long cửu biến từ từ vận chuyển, tay hắn lập tức phát ra một lực hấp dẫn. Khi công pháp vận chuyển, lực lượng lôi đình trong viên yêu đan kia lập tức nổ tung. Ngay sau đó nguyên dịch lôi đình chảy dọc theo bàn tay vào trong cơ thể như dòng suối. Bùm! Khi nguyên dịch lôi đình biến thành dòng suối chảy vào trong cơ thể, bộ áo xanh trên người Lâm Nhất lập tức nổ thành vô số mảnh. Thậm chí cả mặt đất nơi hắn đang ngồi cũng mơ hồ nứt toác ra. Xoẹt xoẹt! Tia điện đan sen trên người Lâm Nhất phát ra tiếng xoẹt xoẹt, thương long ấn trên ngực dần trở nên sẫm màu. Từ màu tím ban đầu xuất hiện thêm một chút màu đỏ, mặc dù không nhiều nhưng màu đỏ này lại rất dễ nhìn thấy. Trong lúc vô hình, thương long cửu biến của hắn cũng từ từ mạnh lên, tiến về phía tầng 3 đỉnh phong. Thương long ấn càng thêm sáng rực, trong mờ ảo có một tia long uy đáng sợ tích tụ. Khi luyện hóa yêu đan, 18 lôi văn trên người hắn cũng dần dần trở nên thô và dữ tợn, không còn mảnh như ban đầu. Răng rác. Nửa canh giờ sau, cơ thể tráng kiện của Lâm Nhất ngưng tụ ánh sáng như rồng bay phượng múa, chớp mắt đã sinh ra một đường lôi văn mới. Sức mạnh tam thập đỉnh lại có thêm nhất đỉnh chuyển đổi thành lôi văn.
Nhanh quá! Lâm Nhất vô cùng mừng rỡ, tốc độ này xưa nay chưa từng có, nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ tu luyện trước đây của hắn. Mạo hiểm giết con ngân điện ma điêu này, xem ra đã thật sự thành công. Toàn thân tỏa ra lôi quang, chiếu rọi vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia trông cực kỳ trang nghiêm. Ngoài mặt nhìn như bình tĩnh nhưng trong cơ thể Lâm Nhất lại như ngọn núi lửa, dòng suối biến hóa từ nguyên dịch lôi đình va đập trong cơ thể gây đau nhói. May mà thể chất của Lâm Nhất đã hơn xưa, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ngày đó ở kho báu Lôi Vân. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được cơn đau này, lục phủ ngũ tạng như bờ đê ngăn lũ va đập. Tuy thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối không hề xuất hiện một vết rách. Một đường, hai đường, ba đường. Khi thời gian trôi qua, lôi văn trên người Lâm Nhất càng lúc càng nhiều, khi đạt tới 30 đường, cơ thể nhìn có vẻ cân đối kia mang lại cho người ta cảm giác như ẩn chứa sức bùng nổ vô tận. Rõ ràng cơ thể trở nên cường tráng hơn, nhưng đường cong lại càng thêm hoàn hảo, rắn chắc nhưng không vạm vỡ, trông có vẻ linh hoạt, vừa cường hóa cơ thể vừa làm tăng sự nhạy bén của cơ thể. Không xuất hiện tình trạng trở nên cường tráng khi tu luyện thể chất, thậm chí đạt tới mức độ còn khoa trương hơn cả yêu thú như những công pháp khác. Thương Long luyện thể quyết có hai điểm tốt, vừa cường hóa sức bùng nổ vừa tăng cường khả năng cân bằng cơ thể. Dù sao thì sức mạnh phong lôi của Thương Long cũng điều khiển bầu trời, chỉ có sức mạnh và sức bộc phát thôi thì chưa đủ, tốc độ cũng rất cần thiết. Cùng lúc đó, Lâm Nhất nhầm niệm, dung hợp chân nguyên tử huyền trong cơ thể với nguyên dịch lôi đỉnh này. Ngoại trừ nguyên dịch lôi đỉnh được cơ thể luyện hóa, tất cả đều bị Tử Diên kiếm quyết cắn nuốt. Trong khi cả hai dung hợp, Lâm Nhất có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể dần trở nên hùng hậu với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tiến bộ lần này tuy không khoa trương bằng rượu thanh mộc, nhưng lại giúp tu vi của Lâm Nhất vững vàng tiến lên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đỉnh phong. Với cảnh giới của hắn hiện tại, nếu muốn tăng tiến điên cuồng như lúc đột phá tử phủ thì có thể nói là khá khó khăn. Nhưng cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, ví dụ như con ngân điện ma điêu này, nó đã kéo dài khoảng cách rõ rệt với những con yêu thú khác trong đầm lầy sương mù. 4 ngày sau, khi sức mạnh nhất đỉnh cuối cùng được chuyển hóa thành lôi văn, một sự thông suốt kỳ lạ tràn ngập toàn thân. Cảm giác này giống như một khối ngọc thô hoàn thành nét điêu khắc cuối cùng. Lâm Nhất có cảm giác như lúc này hắn mới chân chính bắt đầu tu luyện Thương Long cửu biến. Ầm ầm. Sức mạnh chảy xuôi trong cơ thể đột nhiên phát ra ánh sáng bạc rực rỡ, trong luồng ánh sáng này mơ hồ lộ ra một tia long uy mạnh mẽ, cổ xưa và bá đạo. Lực lượng Thương Long. Cảm nhận được sức mạnh biến đổi về chất này, trong lòng Lâm Nhất lập tức vô cùng kích động. Lúc trước hắn tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, sức mạnh đương nhiên là lực lượng Long Tượng. Hắn đã tu luyện Thương Long cửu biến một thời gian khá dài, nhưng cho đến bây giờ mới được tính là thật sự thoát thai đổi cốt. Sự thay đổi nghiêng trời lệch đất này khiến Lâm Nhất cảm thấy vui sướng, thậm chí không nhịn được muốn cười to thành tiếng. Lực lượng Thương Long chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với lực lượng Long Tượng. Hắn còn nhớ rất rõ lúc trước trong cổ mộ tinh quân, lần đầu tiên nhìn thấy máu Thương Long, lực lượng Long Tượng trong cơ thể hắn đã run bần bật, sinh ra một nỗi sợ hãi bản năng từ sâu trong linh hồn. Cao thấp rõ ràng, một người trên trời, một kẻ dưới đất. Bù! Lâm Nhất mở mắt ra, một luồng uy áp kinh khủng mạnh mẽ bắn ra từ trong đôi mắt sáng ngời. Hắn đưa tay lấy roi Tử Diễm Lôi Hoàng ra. Khi nắm chặt roi, roi Lôi Hoàng lập tức trở nên khá sống động, một ngọn lửa lan rộng ra từ chiếc roi. Ngươi cũng cảm nhận được sao? Lâm Nhất mỉm cười. Quả nhiên chiếc roi hơn hẳn bảo khí này cũng có điểm đáng tự hào. Dù bây giờ bị phong ấn thành bảo khí thượng phẩm, kiêu ngạo vẫn biết nhìn người. Tốt lắm, như vậy rất hợp với khẩu vị của Lâm Nhất. Nếu nó không biết nổi cáu, hắn sẽ không thèm sử dụng. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ làm ngươi thần phục hoàn toàn. Lâm Nhất khịt mũi, lúc này 30 đường lôi văn trên người hắn đều đang ngọ nguậy. Một luồng uy áp bùng nổ trên người hắn. Ầm ầm. Lúc lôi văn ngọ nguậy, trong cơ thể Lâm Nhất có một lực lượng kinh khủng di chuyển như sông cuộn núi chuyển. Khi 30 lôi văn tràn vào trong roi Tử Diễm Lôi Hoàng qua bàn tay của Lâm Nhất, chiếc roi này như sống lại.
Roi tử diễm lôi hoàng dung điên cuồng, giận dữ gầm thét, cả khu vực này mây răng mù mịt, mặt đất rộng lớn cũng rung chuyển theo. Nặng quá! Lâm Nhất sầm mặt lại, lập tức cảm nhận được roi lôi hoàng trong tay trở nên cực kỳ nặng, uy áp của roi không ngừng tăng vọt, tiềm lực liên tục kích phát, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần. Đi! Khi uy áp đạt tới 8 phần, trán Lâm Nhất chảy mồ hôi, hắn quát lớn một tiếng, vung roi lôi hoàng quật về phía xa. Trời đất lập tức tối sầm, một luồng hoàng uy vô thượng cuồn cuộn kéo đến với khí thế bá đạo vô song. Roi tử diễm lôi hoàng biến thành một con dao long nơi biển sâu vô cùng dữ tợn, bay ra khỏi vực. Khi nó hạ xuống, hoàng uy ngập trời chợt ngưng tụ thành một long ảnh màu vàng, lượn quanh nó cùng đáp xuống. Bùm! Một khe nứt thật to lập tức xuất hiện trên mặt đất. Khe nứt này kéo dài như dao long bay nhanh trên mặt đất, lao ra khỏi tầm mắt của Lâm Nhất mới dừng lại. Cái này! Lâm Nhất thở dốc, nhưng trong mắt hắn lại tràn đầy mừng rỡ. Roi tử diễm lôi hoàng 8 phần uy lực, nếu một roi này quật vào người con ngân điện ma điêu trước đó, có lẽ đối phương sẽ hoàn toàn không có cơ hội đánh trả. Hí! Đúng lúc này, một tiếng hí táo bạo đột nhiên phóng ra từ dưới hố sâu mù mịt xương máu. Dưới hố sâu, xương máu dày đặc như đại dương mênh mông đều tập trung trên người ngựa huyết long, ngưng tụ thành một vòng xoáy máu sâu thẳm như vực sâu. Con ngựa ngốc này cũng sắp lột xác rồi ư. Lâm Nhất mỉm cười, vẻ mong đợi thoáng qua trong mắt. Hắn luôn có kỳ vọng rất cao về ngựa huyết long và coi nó như huynh đệ ruột thịt. Ngoảnh đầu lại nhìn, dưới hố sâu, toàn thân ngựa huyết long được bao bọc bởi một lớp kén máu, giống như một con nhộng trước khi lột xác thành bướm. Lớp kén máu dày và nặng, không để toát ra một hơi thở nào. Thình thịch, tiếng tim đập đều đặn phát ra từ trong đó. Lúc đầu Lâm Nhất không chú ý tới âm thanh này, nhưng sau đó vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Không biết từ khi nào mà xung quanh đã trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tim đập kia càng lúc càng mạnh, làm cho người ta cảm thấy bên trong lớp kén máu này có một hơi thở mạnh mẽ đang tích tụ. Răng rắc. Lớp kén máu nứt ra, con người Lâm Nhất đột nhiên co rụt. Bùm! Khi hắn đang kinh ngạc, cả lớp kén máu vỡ thành vụn, một luồng sát khí mạnh mẽ và táo bạo phóng thẳng lên trời. Những đám mây trên bầu trời nhốn nháo tản ra, đất trời, mây gió đổi sắc khi đối mặt với luồng sát khí này. Lâm Nhất nheo mắt nhìn kỹ thì thấy dưới hố sâu, bộ lông của ngựa huyết long mượt mà như một chiếc gương lưu ly huyết sắc. Nhưng trên lưng lại mọc ra thêm vài nhúm lông màu bạc, trông như khắc hình lên trên đó, toát ra hơi thở cổ xưa. Lực lượng huyết mạch của con ngựa ngốc này lại thức tỉnh một phần nữa rồi. Lâm Nhất nghiêm túc khẽ thở dài, tia long uy lúc có lúc không trên người ngựa huyết long lúc trước đã hoàn toàn cô đọng thành thực thể. Rắc! Khi hắn đang cảm thán, xương và da thịt trên lưng ngựa huyết long đồng loạt ngọ nguậy. Ngay sau đó biến ra một đôi cánh rồng trơn nhẵn đỏ như máu. Đôi cánh rồng này dung hợp hoàn hảo với cơ thể nó, thoạt nhìn không hề có gì kỳ quặc, trông có vẻ vô cùng đẹp. Đúng như hắn đã đoán. Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, lúc trước ngựa huyết long từng dị hóa một lần ở Hồ Tử Vân, nó đã hoàn toàn biến thành một con rực long. Mặc dù khí thế rất đáng sợ nhưng lại có gì đó kỳ quái, kể từ lần đó ngựa huyết long không thể dị hóa thành công được nữa. Sau đó Lâm Nhất suy đoán, có thể khi đó là ngựa huyết long dị hóa huyết mạch trong tình huống cấp bách, không phải là thức tỉnh huyết mạch chân chính. Lúc này mới được coi là thức tỉnh chân chính, dù chưa hóa thành hình rồng, nhưng đôi cánh rồng này rõ ràng có lai lịch rất lớn. Hí! Khi hắn đang quan sát, một tia huyết quang chợt lướt qua, là ngựa huyết long dương cánh bay ra khỏi hố sâu, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ nhanh quá! Lâm Nhất thầm tặc lưỡi, tốc độ này nhanh đến mức hắn không theo kịp. Nếu gặp phải kẻ địch có tốc độ này, với thủ đoạn của Lâm Nhất chắc chắn sẽ không giữ hắn ta lại được, sẽ trở nên vô cùng bị động. Thấy Lâm Nhất kinh ngạc, ngựa huyết long nhe hai hàm răng cửa, cười khá là đắc ý. Lâm Nhất cất roi tử diễm lôi hoàng rồi nhảy lên lưng ngựa, nhìn về phía trước, cười nhẹ đi thôi. Đã đến lúc đi Lôi Châu rồi. Lôi Châu, nơi được gọi là đỉnh chóp của Nam Vực, yêu nghiệt tụ hội,
nhân tài mới nổi xuất hiện lớp lớp, hắn cũng phải đi cho biết mới được. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Ngựa huyết long phi nước đại, gió lớn thổi vào tai, trong mắt thiếu niên bừng sáng, dâng lên hăng hái, nhiệt huyết sôi trào. Cổ vực Nam Hoa, chín đại bá chủ, lấy Nguyệt Phong Vương, thiên hạ chín châu, lấy Lôi làm đầu. Chín đại bá chủ gọi Tử Nguyệt Động Thiên là vương, đứng trên quần hùng, lớn mạnh và phồn thịnh rất giống với phong thái của Kiếm Tông năm đó. Bây giờ trong chín đại bá chủ chỉ có Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang có thể tranh đấu với họ, nhưng xét về thực lực vẫn kém hơn một chút. Lôi Châu là địa bàn của Kiếm Tông năm đó, nguồn gốc sâu xa kể cả tám châu còn lại đều không thể so sánh. Bây giờ lại có Tử Nguyệt Động Thiên trấn thủ thành Lôi Châu, giúp Lôi Châu càng thêm nổi tiếng. Người thường đi chỗ cao, nước thường chảy chỗ trũng. Từ đó mà yêu nghiệt thiên kiêu, nhân tài đời sau càng ngày càng nhiều. Lãnh thổ Lôi Châu không chỉ có thành Lôi Châu mà còn có 7 tòa thành chính khác, chúng như những ngôi sao tô điểm xung quanh thành Lôi Châu. 7 tòa thành chính này có quy mô và nguồn gốc không thua kém gì những thành châu của các châu khác. Nếu nói 7 tòa thành trì này là những ngôi sao, vậy thì thành Lôi Châu chính là một vầng trăng sáng chói giữa bầu trời, chiếu sáng cả Nam Vực. Thành Thiên Lăng, một trong 7 tòa thành chính. Tòa thành cổ này đã tồn tại từ thời Kiếm Tông hưng thịnh, nếu như tính lại thì không biết đã có bao nhiêu năm lịch sử. Thành Thiên Lăng chiếm diện tích rất lớn ở Lôi Châu, tài nguyên dồi dào, những tòa cung điện và lầu các cổ xưa cao vút, đứng lặng trong mây. Lướt qua những tòa cung điện, trong nội thành, trước một khách điếm cao ngất, người đến người đi, chỉ có hai người đứng nghiêng ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn vào đám đông trên đường như đang tìm kiếm gì đó. Hai người này chính là Quách Húc và Dương Phàm đã đến trước. Họ đã đến được 3 ngày, hôm nay là ngày hẹn mà vẫn chưa thấy Lâm Nhất xuất hiện, họ không khỏi hơi sốt ruột. Dương Huynh, Huynh nói xem Lâm Nhất có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Quách Húc nhìn đám đông, nhíu này, do dự hỏi. Dương Phàm bình tĩnh đáp, chắc không đâu, với tính cách của Lâm Nhất, nếu đã đồng ý, dù cho thật sự có việc thì chắc chắn cũng sẽ nhờ người thông báo với chúng ta một tiếng. Quách Húc suy tư một lúc rồi lên tiếng, vậy ư? Nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào đã gặp rắc rối trong đầm lầy sương mù? Chắc là không có đâu. Dương Phàm không chắc chắn trả lời, với thực lực của Lâm Nhất, nếu muốn ra khỏi đầm lầy sương mù, chỉ cần không động tới yêu thú cấp bậc bá chủ thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng hắn trêu chọc những con yêu thú cấp bậc bá chủ kia có vẻ như rất cao. Đúng lúc này, mắt Dương Phàm chợt sáng lên, hắn ta cười bảo, hắn đến rồi. Ở đâu? Trên con phố rộng rãi trước mặt, Lâm Nhất ngồi trên lưng ngựa huyết long huyết sắc cực kỳ nổi bật, chậm rãi đến gần. Ngựa huyết long đã thu lại đôi cánh rồng, nhưng bề ngoài của nó vẫn rất gây chú ý, thỉnh thoảng lại có người quay đầu nhìn. Thậm chí còn có rất nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt không mấy tốt lành. Xin lỗi vì đã để các ngươi đợi lâu. Sau khi tới gần, Lâm Nhất xuống ngựa, chắp tay nói. Cũng không lâu lắm, đi thôi. Quách Húc và Dương Phàm ngạc nhiên nhìn ngựa huyết long. Ngày hôm đó ở biển Trăng Khô, con ngựa huyết long này đã để lại cho hai người ấn tượng rất sâu sắc. Bây giờ gặp lại, nó đã trở nên oai phong phi phàm, mạnh hơn một bậc. Một người một ngựa này đều có vẻ sâu không lường được. Hai người đi trước dẫn đường, sau một lúc đi loanh quanh thì dừng lại trước một căn đại viện rộng lớn và đầy khí thế. Tường viện cao tới 10 mét, cổ xưa nặng nề như tường thành, bên trong lầu cao san sát, có nhiều cung điện cao đến tận mây khiến người ta phải ngước nhìn. Dù cho ở thành Thiên Lăng, phủ huyền này cũng rất xứng với 4 chữ khí thế bất phàm. Họ còn chưa tới gần đã có người nhận ra Dương Phàm, bước tới dẫn đường. Dương Phàm bảo, chúng ta vào trước đi. Trên đường họ đi xuyên qua rất nhiều hành lang, ngang qua những lầu các xa hoa, đi thẳng về phía một tòa cung điện với những bậc thang cao đến 1000 trượng ở đằng xa. Lâm Nhất, người đã từng tham gia những buổi gặp mặt tương tự bao giờ chưa? Quách Húc hỏi. Lâm Nhất gật đầu, không nhiều lắm, nhưng ta cũng hiểu đại khái quy định. Dương Phàm cười nhạt, những buổi gặp mặt thế này đều giống nhau, nói là giao lưu. Nhưng ai lại không có ý muốn thể hiện sức mạnh trước người khác?
thật ra bình thường không cần phải tham gia, nhưng quần long thịnh yến sắp đến, tham gia nhiều một chút cũng không sao, tìm hiểu tìm hình thì cũng biết trước nhiều thứ hơn. Lâm Nhất rất tán đồng với điều này, một trong những nguyên nhân lôi kéo hắn đến đây chính là yêu nghiệt bảng trong, chủ nhân của buổi gặp mặt. Có điều. Dương Phàm nhìn Lâm Nhất, nói với vẻ muốn nói lại thôi, Lâm Nhất, chúng ta đều là người ngoài, có lẽ người địa phương ở thành Thiên Lăng sẽ bài ngoại. Đến lúc đó ngươi cứ chuẩn bị tâm lý trước là được. Chuẩn bị tâm lý ư? Lâm Nhất cười, không trả lời. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi đối xử với ta thế nào, ta sẽ đối xử với ngươi như thế đấy, hắn chưa bao giờ là một người tốt tính cả. Dương Phàm và Quách Húc nhìn nhau, cả hai đều cười khổ, đoán được nói với Lâm Nhất những lời này là vô nghĩa. Đối phương lộ rõ sự sắc bén trong biển trăng khô như vậy, sao có thể là người hiền lành? Không động tới hắn còn được, nếu chọc phải hắn, e rằng lai lịch lớn hơn nữa cũng vô dụng. Hai người thầm cảm thấy tò mò, mấy tháng không gặp, thực lực của Lâm Nhất sốt cuộc đã đến trình độ nào? Cuộc hội tụ lần này có lẽ đã đủ để buộc hắn phải sử dụng thực lực thật sự. Đợi lên đến đài cao, bãi trống trước cung điện đã sắp đặt sẵn bàn tiệc, mấy chục người trẻ tuổi hội tụ ở nơi này. Nhìn sơ qua, người trẻ tuổi nơi đây hình như đều có tu vi cảnh giới dương huyền viên mãn, thậm chí có hai người là yêu nghiệt cảnh giới âm dương tiểu thành, khí tức chân nguyên mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi. Dương Phàm, ngươi đến muộn. Dẫn đầu là một thanh niên tuấn tú hơn người, đứng dậy cười nói. Đúng là có hơi muộn. Dương Phàm chắp tay, đồng thời âm thầm truyền âm cho Lâm Nhất, đây là chủ nhân của buổi tụ hội, tên là Hướng Thiên Hà, xếp thứ 47 bảng Long Vân đợt trước. Nửa năm trước đã có tu vi cảnh giới âm dương tiểu thành, bây giờ e là còn mạnh hơn. Lâm Nhất bất giác quan sát hắn ta. Hướng Thiên Hà vóc dáng cao gầy. Chân nguyên hùng hậu giống như một vầng mặt trời rực cháy, đến gần một chút thôi cũng có thể cảm nhận được áp lực ập vào mặt. Trông hắn ta khoảng 23 tuổi, nửa năm trước là cảnh giới âm dương tiểu thành, bây giờ đã đạt đến cảnh giới âm dương tiểu thành đỉnh phong. Đến cảnh giới âm dương, tu vi sẽ khó lên cao, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đạt đến tiểu thành đỉnh phong, e rằng thực lực hắn ta rất khủng khiếp. Lâm Nhất phỏng đoán. Cho dù là Phong Vô Hận hắn từng đối đầu trước kia cũng không đấu được 10 chiêu với hắn ta. Dương Phàm, người còn đứng ở tu vi cảnh giới dương huyền viên mãn sao? Nay không bằng xưa, chút thực lực thế này e rằng khó mà xếp hạng cao trong quần long thịnh yến lần này. Một thanh niên lộ rõ sự sắc bén, vẻ mặt kiêu ngạo đứng bên cạnh Hướng Thiên Hà nói đầy ẩn ý. Ha ha, thiên phú của ta đương nhiên không bằng Kim Diễm Huynh, đúng là có chút khó khăn, cố gắng thôi. Dương Phàm không tức giận, mà mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Trong mắt thanh niên được gọi là Kim Diễm đó hiện lên ý cười lạnh lùng không dễ phát hiện, sau đó nói, người bên cạnh ngươi là ai, sao trông lạ vậy? Tuy tính tình của Hướng huynh rất tốt, nhưng thân phận của ngươi cũng chưa đến trình độ có thể tùy tiện dẫn theo người khác đến. Người đến đây phải là nhân tài mới nổi của thành Thiên Lăng này, hoặc là cao thủ trên bảng Long Vân thành danh đã lâu. Không phải nhân vật tầm thường nào cũng có thể vào đây. Quách Húc ở bên cạnh lạnh giọng hỏi, ai nói là nhân vật tầm thường? Ngay cả Cơ Vô Giả cũng thua dưới tay Lâm Nhất, hắn không có tư cách này sao? Suýt! Hắn ta vừa dứt lời, trước cung điện yên tĩnh trong giây lát, không ít người nhìn về phía Lâm Nhất, ngay cả Kim Diễm cũng lóe lên ánh nhìn quỷ dị. Hướng Thiên Hà cười nói, Cơ Vô Giả ở bảng ngoài ác danh lan xa. Nếu Lâm huynh đã có thể đánh bại hắn ta thì đương nhiên có tư cách này. Người đâu, ban ghế ngồi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Nhất không hề đổi sắc mặt, bình tĩnh cầm ly rượu lên. Xem ra buổi tụ hội này thú vị hơn hắn tưởng tượng nhiều. Cơ Vô Giả sao, ta nhớ người này, ở quần Long Thịnh Yến năm xưa, hắn ta và Quỷ Đao Diêm không hành xử rất hung ác trước mặt nhân tài bảng ngoài, được đặt danh hiệu là hai đại sát thần. Kết quả nhìn thấy yêu nghiệt bảng trong thì cứ như con cháu. Có thể đánh bại hắn ta thì đã là gì, loại vô dụng đó không đáng nhắc tới. Thấy Lâm Nhất ngồi xuống, Kim Diễm nhấp ngụm rượu, không để tâm lắm nhìn Lâm Nhất, thản nhiên nói. Người này có chút mâu thuẫn với ta, quần Long Thịnh Yến năm đó, sư đệ hắn ta bị ta đánh bại rất bảng, không ngờ đến bây giờ vẫn còn ghi thù,
làm liên lụy tới ngươi rồi. Nhưng thực lực của Kim Diễm rất mạnh, mấy năm gần đây khá có kỳ ngộ, bây giờ cũng là cao thủ cảnh giới âm dương tiểu thành, mạnh hơn Cơ Vô Dạ nhiều, không thể xem thường. Hắn ta rất nổi tiếng ở thành Thiên Lăng. Dương Phàm ngồi bên cạnh Lâm Nhất âm thầm truyền âm. Lâm Nhất hiểu ra, chẳng trách hắn ta tự dưng lại có ý thù địch với mình. Nhưng không sao, xưa nay hắn không quan tâm mấy chuyện này, chỉ cần không chạm đến giới hạn của hắn là được. Mục đích hắn đến đây cũng chỉ muốn biết thực lực của yêu nghiệt bảng trong rốt cuộc mạnh đến thế nào. Chủ nhân của buổi tụ hội hướng thiên hà là yêu nghiệt bảng trong, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, tinh khí giấu bên trong, chân nguyên hùng hậu, cho người ta áp lực khá lớn. Trong thế hệ trẻ, hắn ta xem như là cao thủ mà Lâm Nhất chưa từng được gặp. Nếu giao đấu với nhau, thắng thua khó nói. Nhưng người này luôn cho hắn cảm giác thiếu một chút gì đó, có lẽ là liên quan đến việc hắn ta chỉ xếp hạng thứ 40 mấy, chưa mạnh đến mức khiến người ta không chiến thắng được mà sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Đương nhiên, chưa thấy người này ra tay, hắn cũng chỉ phán đoán sơ bộ mà thôi. Xin lỗi, Khuynh Nhược U đến muộn rồi. Trong lúc Lâm Nhất đang suy nghĩ, trên đài cao vang lên giọng nói lạnh lùng trong trẻo, ngay sau đó có một cô gái mặc áo tím bước lên. Nàng ta khoảng 20 tuổi, dáng vẻ thướt tha, gương mặt tuyệt đẹp, giống như một vầng trăng sáng xuất hiện trước mặt mọi người. Nàng ta từ từ đi tới, giống như trăng sáng rực rỡ, kèm theo hương thơm thoang thoảng khiến người ta mất tự chủ mà chìm đắm trong đó. Mạnh quá! Con người Lâm Nhất co lại. Cô gái này có khí chất đến thế, cho người ta cảm giác như mặt trăng hạ xuống, không chỉ là do gương mặt xinh đẹp, mà chủ yếu là vì thực lực của nàng ta. Chân nguyên hùng hậu giống như một vầng trăng tỏ, sáng rực như lửa, khiến người ta ngưỡng mộ. Cùng là cảnh giới âm dương tiểu thành đỉnh phong, nhưng hướng thiên hà lại trở nên vô cùng mờ nhạt trước cô gái này. Còn Kim Diễm cảnh giới âm dương tiểu thành càng không thể so sánh với nàng ta, yếu ớt như ánh đèn của đom đóm vậy. Dương Phàm và Quách Húc đều thất thần một phen. Lúc lâu sau, Dương Phàm mới sực tỉnh, nhỏ giọng nói, Khuynh Nhược U, đệ tử quan môn của một vị thái thượng trưởng lão trong Tử Nguyệt Động Thiên, xếp thứ 31 bảng Long Vân đợt trước. Nghe nói 4 năm nay, Tử Nguyệt Tâm Kinh của nàng ta đã tu luyện đến trình độ khá cao thâm, bây giờ đã có thực lực nâng lên hạng 20. Tử Nguyệt Tâm Kinh. Lâm Nhất ngạc nhiên, không khỏi quan sát thêm cô gái này. Trước kia, hắn đã từng được thấy uy lực của Tử Nguyệt Tâm Kinh. Tuy rằng ở trong tay lãnh bảo chủ có thể nhìn ra được chỗ siêu phàm của công pháp này, nhưng rõ ràng ông ta chưa tu luyện đến cảnh giới cao siêu, còn khá nông cạn, không thể phán đoán được uy lực thật sự của Tử Nguyệt Tâm Kinh. Quách Húc ở bên cạnh thầm nhủ, hướng thiên hà này không đơn giản, thành Lôi Châu cách thành Thiên Lăng không xa lắm, nhưng Khuynh Nhược U là một trong tứ đại mỹ nhân của thành U Châu. Người ngưỡng mộ nàng ta không biết nhiều bao nhiêu. Nghe nói ngay cả yêu nghiệt đỉnh cao trong Tam Dương Thất Anh cũng có người ngưỡng mộ nàng ta, luôn được xem như tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên. Lời hắn ta nói là thật, mặc dù hướng thiên hà là yêu nghiệt bảng trong nhưng chỉ xếp hạng 40 mấy, cách Khuynh Nhược U vẫn còn xa lắm. Đáng lẽ hai bên không có nhiều giao tình mới phải, có thể mời nàng ta đến đây đúng là hơi kỳ lạ. Khuynh Nhược U xuất hiện khiến bầu không khí trên đài cao lập tức tỏ rõ sự gò bó. Nhiều người cố gắng tỏ ra nghiêm túc không liếc ngang liếc dọc, dường như làm vậy thì có thể khiến người ta nhìn mình nhiều thêm. Hướng Thiên Hà đã đứng lên chào đón từ lâu, ánh mắt vô cùng cháy bỏng, cười nói, Nhược U sao lại nói thế, cô có thể đến đã là nể mặt bọn ta lắm rồi. Nào, bọn ta kính Nhược U một ly. Khách khứa ở đây lập tức nâng ly, vẻ mặt vô cùng cung kính. Ánh mắt Khuynh Nhược U toát ra sự kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ khách sáo gật đầu, sau đó đi thẳng qua khỏi ghế chủ nhà trên đài cao. Nàng ta nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Nhất. Lúc nhìn thấy dấu ấn giữa trán của hắn, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã giấu đi. Đợi mọi người đến đông đủ, hướng thiên hà cười nói, trong thành Thiên Lăng ngoại trừ 7 tân tú ra, các vị có thể nói là nhân tài mới nổi có tu vi cao nhất. Ở đây ngoại trừ Lâm Nhất và đám Dương Phàm, tất cả đều là yêu nghiệt của thành Thiên Lăng. Lời hắn ta nói không sai, mọi người đều vui vẻ tiếp nhận. Hướng Thiên Hà dừng lại một lúc rồi nói tiếp,
chưa tới nửa năm nữa là quần long thịnh yến bắt đầu rồi. Bình thường mọi người rất ít khi gặp nhau, buổi tụ hội hôm nay là để triệu tập tất cả mọi người, giao lưu với nhau một hồi, không có mục đích gì khác. Vừa khéo Nhược U cũng ở đây, nếu mọi người có thể lọt vào mắt nàng ấy, nói không chừng cũng có thể gia nhập Tử Nguyệt Động Thiên. Khuynh Nhược U nghe vậy, trong mắt có vẻ suy nghĩ sâu xa, nhưng lại không lên tiếng phản bác. Từ đầu đến cuối nàng ta vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc, gương mặt kiêu ngạo lạnh lùng. Rõ ràng nàng ta đang ở cùng với mọi người, nhưng lại kéo giãn một khoảng cách rất lớn trong vô hình. Hướng đại ca nói đúng, con đường võ thuật tất nhiên phải cần mẫn khổ luyện, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm liều, nếu không sẽ như ếch ngồi đáy giếng khiến người ta chê cười. Không sai, có giao lưu mới có tiến bộ, một người tu luyện cũng chẳng thú vị gì. Những người ở đây đều quen biết nhau, đều xuất thân từ thế gia cường hào ở thành Thiên Lăng, không hề có sự xa cách, chẳng mấy chốc đã trò chuyện khá sôi nổi. Trong lúc trò chuyện, bọn họ giao lưu về cảm ngộ võ đạo của đôi bên, bầu không khí dần được hâm nóng. Lâm Nhất cầm ly rượu, trong lòng có chút thất vọng. Buổi tụ hội này ngoài Hướng Thiên Hà và Khuynh Nhược U ra, quá ít người có thể khiến hắn có hứng thú. Nghe mấy người này bàn luận viển vông ở đây đúng là tẻ nhạt. Xem ra Hướng Thiên Hà không được xem là có danh vọng cao ở thành Thiên Lăng, ít nhất 7 tân tú mà hắn ta nhắc tới không thấy một ai đến. Đổi lại là ở nơi khác, sức hiệu triệu của yêu nghiệt bảng trong có lẽ khá mạnh. Nhưng ở thành Thiên Lăng này hình như không được xem là nhân vật quá tài giỏi. Không lâu sau, trong số họ có người thách đấu với nhau. Hướng Thiên Hà mỉm cười, đã có chuẩn bị trước cho chuyện này, thản nhiên nói, nếu đã là so tài thì dừng đúng lúc là được, đừng đánh đến mức thật sự nổi nóng. Yên tâm, hai người bọn ta đều hiểu quy tắc. Nói thì nói vậy, nhưng hai người thách đấu lại lộ hết sự sắc bén, ánh mắt nhìn nhau mơ hồ đã có ánh lửa tóe ra. Hai người đều là người nổi bật trong cùng lứa tuổi, lại là thiếu niên ngông cuồng, đâu thể nào dễ dàng chịu thua. Chỉ mới là khí cơ giao tranh thôi đã có mùi thuốc nổ nồng nặc. Hai người thách đấu vừa dứt lời đã ra tay. Hai người đều dùng quyền, tu vi đều là cảnh giới dương huyền viên mãn, thực lực ngang tài ngang sức. Quyền pháp cấp địa. Mắt Lâm Nhất sáng lên, phát hiện quyền pháp mà hai người này sử dụng đều là quyền pháp cấp địa, phẩm cấp không thấp. Thành Thiên Lăng này quả thật có nội tình sâu dày. Bất cứ người nào trong buổi tụ hội ra tay đều sử dụng quyền pháp cấp địa, nếu là ở thư viện thiên phủ thì thật không dám tưởng tượng. Thất sát quyền của hắn là quyền pháp cấm kỵ, phẩm cấp cũng chỉ là cấp địa thượng phẩm. May là bá kiếm của hắn có phẩm cấp không thấp, dù tính trong võ kỹ cấp địa cũng là kiếm pháp đỉnh cao. Nhưng chẳng mấy chốc Lâm Nhất đã không còn hứng thú, quyền pháp của hai người này đều có sơ hở rất lớn, trông có vẻ dũng mãnh bá đạo. Thành thế hung hãn khiến võ đài rung lên bần bật, nhưng rõ ràng bọn họ không nắm giữ được chân ý quyền pháp, chưa tu luyện được đến cảnh giới đại thành, cách viên mãn còn rất xa. Nếu đối chiến với hắn thì e rằng hai người này hợp sức cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ được thất sát quyền. Chẳng lâu sau lại có mấy trận so tài nữa lần lượt diễn ra, nhưng cũng không có quá nhiều điểm nổi bật. Đợi đến khi kim diễm lên sàn, Lâm Nhất mới nổi lên được chút hứng thú. Nhưng ngay sau đó lại khẽ lắc đầu, không còn chút hứng thú nào nữa. Bài. Sau 5 chiêu, Kim Diễm tung một quyền đánh bay đối phương. Sức mạnh đáng sợ suýt chút nữa khiến cho đối phương bay ra khỏi bãi đất trống rộng rãi trước cung điện. Xin lỗi, ta vừa tu luyện thiên viêm quyền đến cảnh giới đại thành, rõ ràng chỉ dùng chưa tới 5 thành thực lực, không ngờ vẫn làm bị thương đến ngươi. Kim Diễm cười ha hả. Nhìn về phía người kia, lên tiếng xin lỗi. Lời xin lỗi cực kỳ chân thành của hắn ta khiến vẻ mặt đối phương vô cùng khó coi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, sau đó quay về chỗ ngồi. Thái độ kiêu căng của Kim Diễm khiến nhiều người không vui, nhưng hắn ta có thực lực cảnh giới âm dương tiểu thành, không ai dám nhiều lời. Hắn ta liếc trộm về phía Khuynh Nhược U, phát hiện nàng ta không có hứng thú gì thì hơi thất vọng. Nhưng khi nhìn về phía Lâm Nhất, mắt hắn ta lại sáng lên, cười nói, tên nhóc họ Lâm kia, người đã đánh bại Cơ Vô Dạ thì chắc người cũng có chút thực lực, lên so vài chiêu đi. Dứt lời, có không ít người hiện ra ý cười mờ nhạt,
trong lòng thầm nghĩ sắp có kịch hay mở màn rồi. Dù sao Kim Diễm cũng là nhân tài của Thành Thiên Lăng, bây giờ muốn ra tay dạy dỗ người ngoại địa, bọn họ cũng vui vẻ cổ vũ. Hình như hắn không coi trọng Kim Diễm huynh, không nể mặt cho lắm. Ha ha, ta thấy hắn sợ rồi nhỉ. Không cần phải sợ, Kim Diễm huynh mời ngươi so tài chắc chắn sẽ không dốc hết sức đâu. Ta thấy chắc chỉ là có tiếng không có miếng, e rằng sẽ làm trò cười cho mà xem. Cổ vực Nam Hoa, nơi có cấp bậc cao quý, võ giả trong Lôi Châu luôn có cảm giác mình thượng đẳng hơn người ngoại địa, bây giờ cảm giác thượng đẳng này được thể hiện khá rõ. Thấy Lâm Nhất không nói gì, ai cũng cất tiếng châm chọc, muốn thấy hắn bị mất mặt. Sợ ư? Lâm Nhất thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, ta thật sự hơi sợ. Nghe Lâm Nhất nói thế, Kim Diễm không khỏi cười châm chọc, vừa định giễu cợt một phen thì Lâm Nhất lại nói, tuy đài cao này rất rộng, nhưng ta sợ ra tay, dù chỉ sử dụng 5 phần công lực vẫn khó tránh khỏi sẽ làm tổn thương người vô tội. Soạt. Hắn vừa nói hết câu, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, ai cũng nhìn về phía Lâm Nhất như vừa nghe nhầm. Ngay cả Hướng Thiên Hà trên đài cao cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhẹ giọng nói, bên dưới đài cao này có linh trận, có thể hấp thu 5 phần năng lượng chân nguyên, dù âm dương tiểu thành giao thủ ở đây cũng không cần lo lắng dư chấn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Tiểu tử này trông tầm thường, nhưng nói năng hùng hồn thật. Ha ha, năm đó Cơ Vô Dạ kia cũng thế, ỷ vào việc mình là thiên tài của bảng ngoài bảng Long Vân mà hung hăng càn quấy. Nhưng chẳng phải cũng bị dạy dỗ cho ngoan ngoãn ở thành Lôi Châu sao, có thể cho một người ngoại địa như hắn tham gia buổi họp mặt của chúng ta đã là nể mặt hắn lắm rồi. Ha ha, cứ đợi mà xem, Kim Diễm nổi tiếng nóng nảy, dám ngông cuồng trước mặt hắn ta, e rằng lát nữa muốn khóc cũng không khóc được. Có thể không bị đánh đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ đã đủ có mặt mũi cút khỏi thành Thiên Lăng rồi. Đợi sau khi lấy lại tinh thần. Sắc mặt của mọi người đều rất khó chịu, bọn họ thua trong tay Kim Diễm cũng không có gì để nói, nhưng vẫn chưa đến lượt một tiểu tử ngoại lai nói năng sằng bậy trước mặt bọn họ. Nơi này là thành Thiên Lăng, đứng đầu Nam Vực, nằm trong Lôi Châu, không cho phép người ngoài phách lối ở đây. Lời của Lâm Nhất tựa như sấm sét giữa trời quang, khiến rất nhiều người ngạc nhiên. Trong những tiếng chê cười, nét mặt ngôn cuồng của Kim Diễm trở thành vẻ giễu cợt. Hắn ta cười khẩy, xem ra đánh bại Cơ Vô Dạ khiến ngươi trở nên ngông cuồng như thế. Nhưng không sao, ta sẽ cho ngươi biết thiên tài trong Lôi Châu chúng ta khác biệt với đám ngoại địa các ngươi thế nào. Oanh! Dứt lời, một khí thế thuộc về cao thủ cảnh giới âm dương tản ra từ trên người Kim Diễm. Khí thế đó như ngưng tụ thành thực thể, một ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện lượn lờ trên người hắn ta như lưu ly cũng như sương mù, trông vô cùng kỳ lạ. Chân nguyên của hắn ta như một ngọn lửa cháy mạnh, cũng tựa như mặt trời trên cao xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cuồn cuộn hùng hậu, hung hãn và bá đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.